Mời các bạn nghe phần cuối, trung thu qua đi, thời tiết liền bắt đầu trở lạnh. An Dương quận chúa mang cái bụng to, được nha hoàn bà tử vây quanh, đi qua hành lang gấp khúc, liền nhìn thấy ngu tòng tín một thân y phục huyền sắc, đeo buộc đai lưng hồng anh, từ bên ngoài đi vào, áo bào phía sau tạo nên một đường cong xinh đẹp giữa không trung, làm cho khuôn mặt tuấn nhã của hắn có thêm vài phần anh khí. Tam ca, hai mắt An Dương quận chúa sáng ngời. Ngu tòng tín ném bội kiếm bên hông cho gã sai vặt đi theo, đi qua đỡ lấy nàng, hỏi, nàng đây là muốn đi đâu an dương quận chúa cong khóe môi ta đi thỉnh an tổ mẫu A thấy trên mặt hắn lộ vẻ lo lắng nàng cười nói, thái y nói thai phụ cần vận động nhiều mới dễ sinh vừa lúc ta sớm tối mỗi ngày đều đi thỉnh an tổ mẫu cũng xem như vận động ở trong sân đi đường ngắn như vậy ta cũng cảm thấy quá ít ngu tòng tín tuy rằng cũng nghe thái y nói như vậy nhưng nhìn bụng nàng cao ngất trong lòng liền có chút lo lắng hắn đỡ an dương quận chúa đến vinh an cư liền thấy tổ mẫu ngu lão phu nhân đang dùng kính lúc tây dương xem một phong thơ nhìn thấy bọn họ tiến vào ngu lão phu nhân cười nói tam lang bên bình nam thành gửi tin tức đến từ tháng trước nương con đã khởi hành từ tây bắc lại đây qua mấy ngày nữa hẳn là sẽ đến ngu tòng tín nghe được lời này trên mặt lộ ra vẻ vui mừng quay đầu liếc nhìn thê tử một cái nói nương tới đúng lúc đến lúc đó tú tú cũng sắp sinh rồi dù sao cũng là thai đầu tiên mà bụng còn lớn như vậy ngu tòng tín ít nhiều cũng có chút lo lắng mẫu thân đã sinh được bốn hài tử kinh nghiệm phong phú đến lúc đó có nàng bên cạnh cũng có thể yên tâm một ít an dương quận chúa hiểu ý hắn nhịn không được cúi đầu mỉm cười vỗ về bụng mặt đầy vẻ hạnh phúc ngu lão phu nhân cũng thập phần quan tâm bụng này của cháu dâu đặc biệt là khi tròn 7 tháng lúc thái y bắt mạch nói có lẽ là có hai đứa nhỏ ngu lão phu nhân thật đúng là sừng sốt Bà còn nhớ rõ lúc trước khi ở tướng quốc tự cháu ngoại gái nói có khả năng trong bụng cháu dâu sẽ có hai oa oa, không ngờ thật là nàng đã nói đúng. Nếu nhân sinh hài tử tựa như đi qua quỷ môn quan, một đứa còn đỡ, ở đây hai đứa thì càng phải cẩn thận, không phải ai cũng có thể sinh hài tử dễ như ăn cơm giống như hoắc thủ được. Tâm hưu lão phu nhân cũng khẩn trương theo nên đã gửi tin cho con dâu thứ hai để nàng có thể lại đây cũng tốt. Ngu lão phu nhân giữ hai vợ chồng lại cùng dùng bữa tối, bữa tối xong liền thúc giục bọn họ trở về nghỉ ngơi tam lang cần chiếu cố tốt tú tú buổi tối đừng ngủ quá sâu biết không ngu lão phu nhân dặn dò tôn tử ngu tòng tín cười khanh khách đồng ý an dương quận chúa có chút ngượng ngùng cảm thấy trưởng bối ngu ra không giống công hầu phủ khác không gả vào thật sự không cách nào tưởng tượng nơi này có bao nhiêu tốt ngu tòng tín đỡ tay an dương quận chúa rời khỏi vinh an cư chậm rãi đi về tương trúc viện của bọn họ nhiệt độ cơ thể thai phụ cao dễ dàng ra mồ hôi sau khi tản bộ tiêu thực trở về An Dương quận chúa liền cảm thấy toàn thân có chút mồ hôi, nhìn nha hoàn nói, đi múc nước tới đây, ta muốn lau mình. Mama phụ trách chiếu cố thân thể nàng do dự nói, quận chúa, ngài hiện tại thân thể nặng nề, cũng không thể ngâm bồn được. Trong bụng này có tới hai oa oa a, không thể không cẩn thận. An Dương quận chúa không cao hứng nói, ta lại không ngâm bồn, ta chỉ là lau người thôi. Ngu Tòng Tín thay đổi một thân trường bào đơn giản ra tới, nhìn nha hoàn nói, đi múc nước đi, có ta ở đây, sẽ không có việc gì. Mama sau khi nghe xong liền không tiếp tục khuyên nữa. Không tin An Dương Quận Chúa còn có thể không tin Quận Mã sao? Ngô Tòng tín ngày thường biểu hiện quá tốt, nơi nơi chu đáo, có một số việc nha hoàn bà tử còn chưa nghĩ đến, hắn đã nghĩ tới, hơn nữa nghĩ đến thập phần chu toàn, thế cho nên người hầu hạ bên cạnh An Dương Quận Chúa rất tín nhiệm hắn. An Dương Quận Chúa nghe xong liền muốn cự tuyệt, nàng hiện tại bụng lớn như sọt, thân thể thực sự khó coi, thật sự không muốn cởi áo tháo thắt lưng trước mặt hắn, làm hắn nhìn thấy thân thể sưng vù của mình nhưng chuyện ngu tòng tín muốn làm rất ít người có thể ngăn cản hắn đừng thấy hắn tạo cho người ta ấn tượng lịch sự văn nhã tính tình cùng bộ dáng rất tốt nhưng chuyện đã quyết định thì sẽ không sửa đổi cố tình hắn còn có thể làm người khác không tự chủ được mà tin phục hắn hoàn toàn không phản đối được quyết định của hắn an dương quận chúa sau khi gả cho hắn mới phát hiện người này tính tình không giống vẻ bề ngoài ngẫu nhiên bị hắn ăn đến sạch sẽ rốt cuộc rửa xong thân thể an dương quận chúa mặc một bộ áo ngủ to rộng trắng thuần cổ áo theo lá liễu ngáp một cái khóe mắt thấm ra nước mắt buồn ngủ. Ngu Tòng Tín đỡ nàng lên giường, hôn xuống trên chán nàng một cái, ôn nhu nói, vây nàng ngủ trước đi. An Dương quận chúa ngô một tiếng, nhìn nam nhân đứng trước giường đang cởi giày cho mình, đột nhiên nói, mặt ta xấu như vậy, chàng còn có thể hôn được sao? Ngu Tòng Tín nhìn vẻ mặt tò mò của nàng, có chút buồn cười, nói, cho dù có xấu, cũng là do ta làm, ta sao có thể ghét bỏ. An Dương quận chúa tức khắc giống như ăn mật. Nàng nghiêng người nằm trên giường, thấy hắn tựa như vội muốn đi, hỏi, chàng còn không ngủ sao? Ta còn có chút chuyện chưa làm xong, nàng cứ ngủ trước, đợi chút ta sẽ trở về. Ngu tòng tín thò người vào bên trong kéo chăn qua, đắp lên cho nàng, lại chỉnh mớ tóc đen rối tung trên gối cho nàng, nhìn nàng nhắm mắt lại, rồi mới đứng dậy rời đi. Giữa tháng tư bởi vì phiên vương vào kinh liên hợp với hoàng tử cùng người ô nhật tộc Nam Cương làm loạn, ngu tòng tín lập được công lớn. Hiện nay đã thăng thành chỉ huy sứ ngũ quân doanh, trở thành tâm phúc trọng thần của hoàng đế, tiền đồ vô lượng. Những người vốn đã từng châm chọc An Dương quận chúa gả thấp cho con nhà võ, hiện tại cũng không dám mở miệng cười nhạo, ngược lại còn hâm mộ Vinh Thân Vương phi mắt sáng chọn được rể hiền. Lúc trước thân phận ngu tòng tín cũng không đủ để xứng đôi với An Dương quận chúa, Vinh Thân Vương phi vẫn đem ái nữ thấp gả. Hiện giờ ngu tòng tín nhảy vọt trở thành thần tử hoàng đế tín nhiệm, đối với An Dương quận chúa có thêm sủng ái, có thể thấy được Vinh Thân Vương phi sáng suốt. Bất quá cũng không phải ai cũng có quyết đoán được như Vinh Thân Vương phi, người thường hướng chỗ cao đi, chỉ có gả nữ đến nơi nhà cao cửa rộng, nào có đạo lý gả nữ vào nhà cửa thấp. Ngu Tòng Tín ở trong thư phòng bận rộn một hồi, cho đến lúc bên ngoài vang lên tiếng chống đánh canh ba, mới trở về phòng. Hắn đi tịnh phòng đơn giản rửa mặt, trở về phòng chuẩn bị nghỉ ngơi, liền thấy người trên giường ngủ thật không an ổn. Ngu Tòng Tín ngồi bên cạnh, đưa tay sờ vào trong chăn, đè chân sưng vù của nàng lại, nhẹ nhàng massage cho nàng. Loại chuyện này hắn làm thực tự nhiên, tháng thai càng lúc càng lớn, buổi tối khi an dương quận chúa ngủ chân thường xuyên bị chuột rút chỉ cần hắn ở nhà đều sẽ tự mình mát xa giảm bớt khó chịu cho nàng an dương quận chúa mơ mơ màng màng tỉnh lại nhìn thấy người ở mép giường kêu một tiếng tam ca ấn một lát ngu tòng tín nhỏ giọng hỏi còn khó chịu không an dương quận chúa động chân đưa chân lên chề môi reo lên không khó chịu nữa chờ khi ngu tòng tín nằm xuống trên giường nàng đem bàn tay vào trong lòng ngực hắn để lên trên vòng ngực ấm áp rắn chắc của hắn nói tam ca khi nào ta mới có thể sinh đây đứa nhỏ này thật là hành người sớm biết miệng tố tố lợi hại như vậy lúc trước nên tin tưởng nàng rồi ngu tòng tín có chút buồn cười lúc trước biểu muội nói trong bụng an dương quận chúa khả năng sẽ có hai oa oa hắn cũng chỉ xem như tiểu cô nương ra thích nói dỡn nào ngờ sau khi khám lại thật đúng là có hai oa oa vạn khí của tố tố từ trước đến nay tương đối tốt ngu tòng tín cười nói dù sao về sau ta cũng không dám bỏ qua lời nàng nói nữa an dương quận chúa cười hì hì nói đúng rồi Tam ca, chàng nói xem hài tử là một nam một nữ hay là hai nam hoặc hai nữ đây? Hẳn là hai nam hài, ngu Tòng Tín thực khẳng định nói, nhà của chúng ta không có duyên với nữ hài tử. An Dương quận chúa sau khi gả đến ngu gia, cũng biết ngu gia thiếu nữ hài tử đến đáng thương, liếc mắt một cái nhìn qua, đều là một đám nam nhân, nữ hài tử ở ngu gia làm người ta rất hiếm lạ. Không bằng hôm nào kêu Tố Tố lại đây, hỏi nàng là nam hay nữ, không chừng nàng lại có thể nói đúng đấy, nàng cười ha hả nói. Ngu Tòng Tín duỗi tay qua nhẹ nhàng ôm lấy nàng, không dám dựa quá sát để tránh đè lên bụng nàng, cười nói, không cần, là nam hay nữ đều có thiên định, cũng gần sinh rồi, đến lúc đó sẽ biết thôi. An Dương Quận Chúa nghe được lời này, cảm thấy cùng với lời lúc trước khi Hoắc Thủ mang thai đã nói, tuy cách diễn đạt khác nhau nhưng kết quả lại như nhau, liền biết tính tình này của Hoắc Thủ cũng thật giống người ngu ra, cũng bởi vì như thế, nàng mới không giống người thường. Được rồi, ngủ thôi. ngu Tòng tín dỗ dành nói. An Dương Quận Chúa sờ soạng mặt hắn một chút rồi mới nhắm mắt tiếp tục ngủ. Qua mấy ngày sau, ngu nhị phu nhân tới kinh thành, ngu tòng tín tự mình đi thập lý đỉnh đón nàng. Ngu nhị phu nhân đột nhiên nhìn thấy bụng con dâu to như vậy, cũng bị dọa nhảy dựng, vội vàng do hỏi nàng sẵn kỳ, nàng có chỗ nào không thoải mái, thái y nói như thế nào. Mama bên người An Dương quận chúa đúng sự thật trả lời. Ngu nhị phu nhân nghe nói tình hình đều tốt, đè nén lo lắng trong lòng xuống, nhìn con dâu nói, con không cần lo lắng, tứ thẩm con trước kia khi sinh cửu lang. Thập lang cũng vô cùng thuận lợi, không tới một ngày thời gian đã sinh ra rồi, sau khi sinh xong còn có sức lực ăn canh gà đấy. Đây là lần đầu An Dương quận chúa mang thai sinh hài tử, không có kinh nghiệm, chỉ có thể nghe trưởng bối. Nghe được lời này, nàng nhị không được muốn cười, cảm thấy nữ nhân ngu ra đều rất lợi hại. Hoắc thù biết được nhị cữu mẫu từ Bình Nam lại đây, thật cao hứng ôm nhi tử béo nhà nàng qua thăm, cũng để cho nhị cữu mẫu nhìn thấy tiểu mập mạp nhà nàng. Ngu nhị phu nhân nhìn thấy A Cửu trắng trẻo mập mạp, rất cao hứng, ôm hắn vào trong ngực đùa giỡn hoắc thù ngồi cùng các trưởng bối trong chốc lát liền nhìn bụng an dương quận chúa nói an dương đây là sắp sinh sao hồi thế tử phu nhân chỉ còn mấy ngày nữa an ma ma đáp hoắc thù quay đầu hỏi ngu nhị phu nhân nhị cữu mẫu đến lúc đó người muốn tôn tử là cháu gái hay cháu gái ngu nhị phu nhân đang đút trái cây cho a cửu sau khi nghe xong liền cười nói cháu trai cháu gái đều tốt nhà chúng ta nam nhân nhiều cô nương thiếu đẻ ra tiểu cô nương cũng thích hoắc thù nghe xong nhìn bụng an dương quận chúa nói tú tú sau khi mang thai cũng xấu thành bộ dáng này rồi. Phòng trưng sẽ là tiểu tử, nhưng cũng không xấu đến nỗi quá mức, có lẽ bên trong còn có một tiểu cô nương cũng không chừng. An Dương quận chúa nghe được lời này, hơi nhướng mày. Ngu lão phu nhân chỉ vào nàng cười nói, nha đầu này lại đoán nữa à. Ngu nhị phu nhân cũng nghe lời hoác thù nói trước đây từ chỗ nhi tử, liền cười nói, nếu thật là một nam một nữ, liền thành một chữ tốt, như thế là tốt nhất. Buổi tối sau khi ngu tòng tín trở về, nghe An Dương quận chúa kể lại lời hoác thù nói lúc ban ngày, nhịn không được cũng cười nói. Nếu thật sự bị nàng nói đúng, vậy tô tô thật đúng là tống tử nương nương, về sau muốn nam hài hoặc nữ hài, để nàng mở miệng nói là được rồi. An Dương quận chúa oán trách liếc hắn một cái, chàng đừng nói bậy, truyền ra ngoài cũng không tốt. Nếu mỗi người đều cho rằng hoác thù thật là tống tử nương nương, về sau cửa vệ quốc công phủ còn không phải bị người ta đạp vỡ. Nghĩ đến tình cảnh kia. Chính An Dương quận chúa cũng nhịn không được muốn cười. Chờ khi An Dương quận chúa sắp sinh, mọi người vẫn nhịn không được nhớ tới lời hoắc thủ nói. An Dương quận chúa trải qua thời gian một ngày, rốt cuộc bình an sinh hạ một đôi long phượng thai. Hoắc thù nghe nói An Dương quận chúa sinh một đôi long phượng, vô cùng cao hứng mang theo lễ vật đi tướng quân phủ thăm nàng. Vừa đến tướng quân phủ, Hoắc thù liền thấy một đám người dùng ánh mắt hiếm lạ nhìn nàng, làm nàng không thể hiểu được. Ngu nhị phu nhân kéo tay nàng, cười không khép miệng được, nói, tô tô tới rồi, mau đi xem hài tử một chút nhờ phúc của con hài tử rất khỏe trong mắt ngu nhị phu nhân đôi cháu trai cháu gái này chính là do hoắc thù nhắc đi nhắc lại nên mới có được hoắc thù sờ sờ đầu thấy nhị cữu mẫu cao hứng cũng cười cười theo khi đến tương trúc viện phát hiện vinh thân vương phi cũng ở đây nghe nói khuê nữ sinh khi trời tờ mờ sáng vinh thân vương phi đã bỏ dậy cho người thu thập một đống đồ bổ cho sản phụ dùng sau đó bao lớn bao nhỏ chạy tới thăm khuê nữ cùng hai đứa cháu ngoại nhìn thấy hoắc thù vinh thân vương phi cười đến vô cùng thân thiết kéo nàng đi qua nhìn hài tử trước kia khi vinh thân vương phi nghe hoắc thù nói trong bụng nữ nhi khả năng sẽ có hai oa nhi cũng không có để ở trong lòng chỉ cho rằng nàng đang nói lời may mắn nào ngờ sau đó thái y chẩn đoán lại chính xác khi thực sự có hai đứa nàng đều có chút muốn hôn mê chờ khi nữ nhi sắp sinh nàng lại nghe người ta nói mấy ngày trước hoắc thù đã từng nói qua hai tử trong bụng khuê nữ có thể là long phượng thai một nam một nữ vinh thân vương phi vẫn không mấy tin cho rằng nàng chỉ là nói theo lấy lòng ngu lão phu nhân mà thôi. Nhưng ai biết, khuê nữ thật sự sinh một nam một nữ. Vinh thân vương phi tức khắc cảm thấy hoắc thù thật là người có phúc khí, trong lòng đối với nàng cũng hiếm lạ, tới lui cùng người có phúc khí. Chính mình cũng có thể dính chút phúc khí, không nói đại phú đại quý, loại này bọn họ đã không thiếu, chỉ hy vọng cả đời có thể bình bình an an, thuận thuận lợi lợi. Hiện tại vinh thân vương phi vô cùng yêu thích hoắc thù, cũng thật cao hứng lúc trước nữ nhi có thể cùng hoắc thù trở thành bạn thân bất tri bất giác trong cảm nhận của mọi người hoắc thù đã biến thành một phúc tinh đúng lúc hai đứa nhỏ mới vừa bú xong sữa híp mắt nằm song song trên giường làn da hồng nộn đặc có của hài tử mới sinh đôi mắt còn chưa mở mới vừa uống xong sữa miệng nhỏ phình phình nhìn rất đáng yêu hai đứa nhỏ tỉ tỉ ra trước đệ đệ ra muộn hai khắc có thể là do tỉ tỉ ra sớm cho nên tỉ tỉ thoạt nhìn lớn hơn đệ đệ một ít hoắc thù còn rất hiếm lạ đối với long phượng thai đều nhìn hai đứa nhỏ một lần sau khi hỏi rõ ràng đứa nào là tỷ tỷ đứa nào là đệ đệ, mới nhìn Vinh Thân Vương phi nói, "Vương phi, nhìn bọn chúng cũng tương đối giống Tam biểu ca." Vinh Thân Vương phi che miệng cười nói, "Giống Tam Lang cũng tốt, có phúc khí." Hoắc Thù thăm hài tử xong, liền đi thăm An Dương quận chúa. An Dương quận chúa nằm ở trên giường, thấy nàng lại đây, trên mặt lộ ra nụ cười tươi, nói, "Tố Tố, ngươi thật đúng là đoán đâu chúng đó, có phải ngoại hiệu của ngươi gọi là bán tiên đúng không?" Hoắc Thù ngồi ở trước giường, nhìn nhìn phát hiện tinh thần nàng không tồi xem ra ngày hôm qua khi sinh cũng không chịu tội nhiều liền cười nói hai từ ở trong bụng ngươi cho dù ta có nhắc đi nhắc lại nhiều cũng không ảnh hưởng đến giới tính bọn chúng được bất quá là trùng hợp thôi nếu ta thật là bán tiên đã sớm đi đến đạo quan làm một thần toán cả ngày nói lời cát lợi làm cho người ta tâm tưởng sự thành rồi an dương quận chúa phốc phốc cười cảm thấy nàng thật là cái gì cũng có thể nói hơi muộn một ít liền thấy ngu tòng tín từ nha môn trở về tam biểu ca chúc mừng ca đã làm cha hoắc thù nhìn thấy hắn há mồm liền chúc mừng ngu tòng tín nhịn không được cười nói nha tống tử nương nương của chúng ta tới rồi tô tố, tố thật đúng là lợi hại hai đứa nhỏ chính là do muội mà tới về sau muội cần phải thương bọn chúng hai tử ta hiếm lạ đương nhiên sẽ thương bọn chúng hoắc thù chừng hắn một cái bẻ bẻ tay nói tam biểu ca chúng ta đánh một trận đi thôi đừng ta đánh không lại muội ngu tòng tín thực sức khoát nói được rồi tiểu nha đầu thế cẩn cũng tới đang ở chỗ tổ mẫu đó. Hoắc Thù vừa nghe, lập tức vứt bỏ tam biểu ca, vui sướng đi ra bên ngoài đến vinh an cư của tổ mẫu. Nhiếp Ngật đang nói chuyện cùng ngu lão phu nhân, thấy nàng vội vội vàng vàng đi vào, nhìn nàng cười cười. Nụ cười kia giống như hoa đột ngột nở rộ, tràn ngập hơi thở tươi đẹp. Sau tuổi 20, đúng là thời điểm tốt đẹp nhất của nam nhân, tuấn mỹ vô chủ, anh khí bừng bừng. Hoắc Thù mỗi lần nhìn hắn, đều cảm thấy phu quân nhà nàng sao lại có bộ dạng đẹp như vậy chứ, nhịn không được tâm hoa nộ phóng ngu lão phu nhân giả vờ tức giận nói cũng đã là nương người khác rồi sao còn thất thố như thế chứ hoắc thù cười hì hì bước lại đây nói ngọt người ta nhớ bà ngoại mà ngu lão phu nhân nhìn nhiếp ngật một cái tin lời nàng nói mới là lạ phất tay nói vừa nãy đã gặp rồi còn nhớ ta làm gì con nhớ thế cẩn thì cứ nói được rồi các con trở về đi đỡ cho chút nữa là chiều tối rồi hai vợ chồng cùng từ biệt ngu lão phu nhân xong liền nắm tay hồi phủ ngu tòng tín đi tịnh phòng rửa mặt xong đổi một bộ y phục sạch sẽ rồi mới trở về phòng trước tiên hắn ở ngoại thất xem hài tử sau đó mới đi vào nội thất gặp thê tử nhìn thấy nhạc mẫu cũng ở đây vội tiến lên hành lễ vinh thân vương phi thấy con rể trở về không thể ở lại nữa liền đứng dậy nói sắc trời không còn sớm ta đi về trước ngu tòng tín lập tức đứng dậy cung kính đưa nàng ra cửa rồi mới trở lại phòng thấy an dương quận chúa muốn đứng dậy vội đi qua đỡ nàng hỏi nàng muốn làm gì mặt an dương quận chúa có chút hồng quay đầu liếc hắn một cái nhỏ giọng nói chàng gọi bình ma ma các nàng vào đi bình ma ma là bà tử sau khi vinh thân vương phi biết khuê nữ mang thai đã riêng đưa tới không chỉ có thận trọng hơn nữa sức lực lớn có thể chiếu cố thai phụ làm một ít việc không có tiện Ngu tòng tín vừa nghe liền biết nàng muốn làm gì cười nói hà tất gọi các nàng làm gì ta ôm nàng qua đó an dương quận chúa bị hắn làm thiếu chút nữa phát giận cho đến khi bị hắn ôm tới cái bô sau bình phong ngồi xuống nàng đã hơi không dám ngẩng đầu nói chàng đứng xa một chút ngu tòng tín buồn cười đi xa một ít chờ nàng xử lý sạch sẽ rồi mới tiến đến ôm nàng về giường trở lại giường an dương quận chúa liền nằm xuống dùng chân che kín mình cảm thấy không còn mặt mũi gặp người khác ngu tòng tín bật cười ngồi ở mép giường nói chuyện với nàng một lát thẳng đến sau khi nàng ngủ mới đứng dậy chuẩn bị đi thư phòng nghỉ ngơi từ sau khi hài tử được sinh ra mỗi ngày ngu tòng tín đều tận lực trở về sớm một chút ở cạnh thê tử cùng hài tử, chờ đến khi hơi tối mới đi thư phòng nghỉ ngơi. Đối với việc này, An Dương quận chúa liền có chút không mấy vui vẻ, từ sau khi mang thai, nàng lại có thể lười nhác qua ngày, ngoại trừ vận động tất yếu, ngu tòng tín rất là dung túng nàng. Hiện tại ở cữ, nàng muốn lười như thế nào thì cứ lười như thế đó, bọn nhỏ có bà vú cùng nha hoàn chiếu cố. Ngoại trừ ngẫu nhiên cho bú thì căn bản cũng không cần phiền đến nàng, làm cho nàng mỗi ngày đều có thể ngủ đến lúc tự tỉnh. Nhưng nếu ngu tòng tín trở về, nàng làm cái gì đều bị hắn nhìn chằm chằm làm nàng nhớ tới đoạn thời gian lúc mới thành thân trong lòng không biết như thế nào mà có chút này nọ nọ kia An Dương quận chúa nhanh chóng lên tinh thần miễn hắn cho rằng nàng quá lười nhác, làm hắn không yên tâm phải nhìn nàng chằm chằm Ngu Tòng Tín thận trọng sao nhìn không ra nàng suy nghĩ cái gì lại có chút buồn cười rốt cuộc không đành lòng để nàng lo âu nhiều nói thẳng tu tú, tú ta nghe nói người ở cữ ngồi không tốt về sau thân thể sẽ không khỏe nàng muốn làm gì thì làm cứ dưỡng tốt thân thể trước đi rồi lại nói. Hai mắt An Dương quận chúa sáng lấp lánh, thật chứ. Ta cũng có thể lười một chút. Đương nhiên, An Dương quận chúa phát hiện hắn là nghiêm túc, tức khắc cao hứng không chịu được, cũng không hề chống đối, muốn thoải mái như thế nào thì cứ thoải mái như thế ấy. Trừ cái này ra, nàng thực nhanh liền phát hiện, ngu tòng tín mỗi ngày sau khi trở về, còn sẽ dành ra chút thời gian ôm hài tử. Chờ sau một đoạn thời gian, hắn đã biết được cách thay tã cùng y phục cho hài tử, rõ ràng một đại nam nhân như vậy đối mặt với hai hài tử yếu ớt còn chưa đầy tháng lại chiếu cố bọn chúng không hề thua kém bà vú động tác thành thạo kia làm an dương quận chúa trợn mắt nhìn an dương quận chúa phát hiện chỉ cần là chuyện hắn muốn làm dường như không có gì là hắn làm không được may mắn lúc trước nàng không từ chối hắn bằng không nàng nhất định sẽ hối hận an dương quận chúa ngồi trên giường nhớ lại lời mẫu thân nói khi đến thăm nàng lúc trước bảo nàng chú ý một chút đừng để bọn nha hoàn thừa dịp nàng ở cữ không tiện bò lên giường linh tinh nàng nhịn không được liền muốn cười ngu tòng tín làm như không biết việc này nha hoàn hồi môn của thê tử có tâm tư với hắn hơn nữa nha hoàn hồi môn này vẫn do nhạc mẫu chọn lúc trước ít nhiều vuốt mặt vẫn phải nể mũi hắn săn sóc mà làm như không biết chuyện này vinh thân vương phi khó có khi nhìn lầm trong lòng cũng rất bực bội con rể có thái độ này làm nàng cũng không mất mặt mũi tâm tình mới tốt hơn một chút chờ sau khi hài từ đầy tháng ngu tòng tín mới từ thư phòng dọn trở về an dương quận chúa khi ngủ buổi tối dựa vào trong lòng ngược hắn rốt cuộc hiểu vì cái gì mà một tháng ở cữ này cho dù mỗi ngày đều có thể lười nhác khi ngủ buổi tối vẫn cảm thấy có chút không thích hợp thì ra là do không có hắn bên người làm sao vậy ngu tòng tín phát hiện nàng ngẩng đầu nhìn mình cúi đầu hôn hôn trên mặt nàng ôn nhu dò hỏi an dương quận chúa vuốt chỗ được hắn hôn trong lòng mềm mại thành một mảnh hỏi kỳ thật ta còn chưa hiểu vì sao lúc trước chàng lại ái mộ ta cho dù có ái mộ thế gian này cũng ít có nam tử nào có thể làm được đến trình độ như hắn sau khi thành thân cùng hắn mới hiểu được hắn có bao nhiêu tốt. An Dương quận chúa thật sự không ngờ, trong số rất nhiều nam nhân trên thế gian này, mình lại có thể gả được cho nam tử như vậy, vô cùng may mắn. Ngu Tòng Tín nghĩ nghĩ, cười nói, đại khái là nàng quá lười, nhìn thấy nàng lười như vậy, ta liền muốn chăm sóc cho nàng. Hắn là trưởng tử nhị phòng, trách nhiệm của ngu gia cũng không ở trên người hắn. Nhưng có một đám huynh đệ thuộc loại thích làm bừa trong nhà, làm hắn nhịn không được muốn dạy dỗ bọn họ, ngầm có nhiều chiếu cố với bọn họ, chuyện các huynh đệ xem nhẹ, toàn để hắn tới chu toàn hắn có thói quen chiếu cố người sau khi cưới thê tử thê tử là trách nhiệm của hắn tự nhiên cũng sẽ chiếu cố nàng chu toàn an dương quận chúa nghe được cười rỗ lên nói bậy ta dù có lười cũng không có lười đến nỗi cần người chiếu cố nhiều nha hoàn bà tử như vậy để làm gì ngu tòng tín hôn hôn miệng nàng tiếp tục nói đây cũng xem là một nguyên nhân trừ cái này ra nàng thông minh thức thời hiểu được cái gì nên làm cái gì không nên làm chưa từng có chút ngốc nào cần ta nhọc lòng nhìn lười nhác kỳ thật có chuẩn tác hành sự riêng của mình. Ở chung cùng nàng, ta cảm thấy thực nhẹ nhàng, cũng thực yên tâm, thói hư tật xấu khác, ngược lại không đáng nhắc tới. Huống hồ, người có chút bệnh nhỏ, mới có vẻ đáng yêu. An Dương quận chúa chờ sau khi hắn nói xong, càng cao hứng, cười nói, thì ra ta còn có nhiều ưu điểm như vậy à. Đúng vậy, ưu điểm rất nhiều, may mắn không có ai nhìn thấy, bằng không cũng không tới phiên ta tới cưới. Chàng lại dỗ ta vui vẻ, An Dương quận chúa miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại vui mừng, ôm hắn không bỏ cho đến khi phát hiện thân thể hắn biến hóa nhanh chóng quy củ nằm xuống ngu tòng tín ôm nàng ôm trong lòng ngực rồi mới nói được rồi nàng ngủ đi an dương quận chúa nhịn không được hôn hôn chiếc cằm cương nghị của hắn rồi mới dựa vào hắn ngủ thời tiết dần dần chuyển lạnh kinh thành rất nhanh đã phủ đầy tuyết a à cửu đã có thể chạy có thể nhảy tiểu hài tử tinh lực tràn đầy mỗi ngày đều muốn chạy ra bên ngoài thăm dò khắp nơi các nha hoàn ma ma mỗi ngày chăm sóc bé đều phải khâu chớp mắt nhìn chằm chằm đỡ cho một khi không chú ý thì bé sẽ chuồn đi mất tiêu. Hoắc Thù xoa bóp tay nhỏ của Nhi Tử béo, cười nói, bên ngoài lạnh như vậy, sao con lại luôn thích chạy ra bên ngoài vậy chứ? A à Cửu thật không ngoan, nếu để sinh bệnh, lúc đó phải đau khổ uống thuốc đó. A à Cửu ngồi trên ghế gấm, nhìn nương mình nhếch miệng cười, lộ ra một ít răng trắng nhỏ như hạt gạo, chỉ ra bên ngoài nói, Đương đi, không đi, quá lạnh, đi, không đi. A à Cửu nhìn nàng trong chốc lát, chu cái miệng nhỏ lên, chề môi reo lên, cha cha con không có ở đây, đừng nghĩ gọi cha dẫn con đi ra ngoài. Hoắc thù khoanh hai tay, giống như nàng cũng không có biện pháp. Tiểu mập mạp nghiêng đầu nhìn nàng, sau đó bổ nhào vào lòng ngực nàng, nương thương. Hoắc thù bị bộ dáng lấy lòng nhỏ nhắn của bé làm cho buồn cười không thôi, nhưng vẫn kiên định cự tuyệt ý muốn điên rồ ra ngoài chơi của nhi tử. Nói, A cửu ngoan ngoãn, chờ sáng ngày mai, nương dẫn con đến chỗ tầng tổ mẫu ăn đường, được không? Tiểu hai tử sao biết nói không, miệng đáp một tiếng được, ngay sau đó, vẫn là bám giết không tha muốn ra bên ngoài chạy. Hoắc Thù cả giận, A Cửu quá không ngoan, ngày mai nương tiến cung gặp tiểu hoàng tử, không dẫn con đi theo. A Cửu vừa nghe, thân nhỏ bụ bẫm vội chạy tới, ôm lấy chân nàng, ngẩng mặt nãi thanh nãi khí nói, "Nương, đi Hoắc Thù làm bộ muốn đẩy bé ra, tiểu mập mạp lại nhanh chóng vươn đôi tay ôm chặt lấy nàng, nói cái gì cũng không buông tay. Hoắc Thù bị bé chọc đến mềm lòng, rốt cuộc khom lưng bế nhi tử lên, đi vào nội thất, chuẩn bị dỗ bé ngủ chưa khi hai mẹ con ngủ chưa tỉnh lại hoắc thù liền nghe nói người tĩnh an hầu phủ tới người tới chính là một ma ma hầu hạ bên người hoắc ngũ lão gia truyền đạt ý tứ cho hoắc ngũ lão gia mời hoắc thù ngày mai hồi phủ một chuyến hoắc thù ôm hài tử mới vừa tỉnh ngủ có chút dính người đến tây gian cho người gọi ma ma vào hỏi trong phủ phát sinh chuyện gì bằng không người cha này của nàng cho dù có nhớ nàng cùng a cửu cũng sẽ không tùy tiện gọi người trở về hoắc ngũ lão gia có quan niệm nam nhân truyền thống không thể hiện loại tình cảm như nhi nữ tình trường này ra bên ngoài, đều tự mình chôn giấu, cuối cùng ngược lại làm cho chính mình đang sống sơ sơ phải chịu tội. Không có không có, mama kia sợ nàng hiểu lầm, nhanh chóng nói, kỳ thật là lão gia đang muốn chọn hôn phối cho cửu tiểu thư, lão gia còn đang lưỡng lự, muốn tiểu thư ngài ra giúp một chút chú ý cho lão gia. Hoắc thủ đang dỗ nhi tử uống nước, nghe được lời này, thật ra rất kinh ngạc, nhướng mày hỏi, việc này phụ thân tự mình làm chủ được rồi, ta là một cô nương đã xuất giá, nhúng tay vào hôn sự tỉ muội nhà mẹ để có tốt không? Ma nghẹn lời, chỉ có thể nói, lão gia tin tưởng ánh mắt của thất tiểu thư. Hoắc Diệu vốn trung tuần tháng 3 năm nay sau khi ra hiếu kỳ liền có thể xem xét việc hôn sự, bởi vì giữ đạo hiếu cho Hoắc lão phu nhân mà đã trì hoãn một năm, Hoắc Diệu tuổi tác cũng lớn. Ai ngờ sau đó lại phát sinh nhiều chuyện như vậy, hơn nữa Thái hậu Tấn Thiên trong thời gian đó lại cấm kết hôn, Hoắc Ngũ lão gia cũng không thể chọn hôn phối cho nữ nhi ở loại thời điểm đó, nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại nếu là trước đây hoắc ngũ lão gia sẽ tự mình quyết định sẽ không muốn thương lượng cùng một phản bối chỉ là trường nữ hiện nay đã khác chưa nói tới lời phê mệnh của vân hải đại sư cho nàng hiện tại đã lưu truyền trong giới huân quý làm ai ai cũng đều biết nàng là người có phúc khí mà hoắc thù hiện tại là vệ quốc công thế tử phu nhân nàng nếu có thể giúp đỡ hôn sự cho tỷ muội nhà mẹ đẻ đối với hoắc diệu chỉ có chỗ tốt hoắc ngũ lão gia đã chọn được mấy người bất quá vẫn còn đang lưỡng lự cho nên liền muốn gọi hoắc thù trở về cho chú ý hoắc thù cũng không khó xử hạ nhân truyền lời nói vậy thôi được ngày mai ta hồi phủ một chuyến ma ma kia thập phần cao hứng rời đi cho đến khi a cửu hết buồn ngủ tỉnh lại người lại bắt đầu hoạt bát hoắc thù điểm điểm cái mũi nhỏ của hắn cười nói ngày mai nương phải về tĩnh an hầu phủ một chuyến a cửu ngoan ngoãn ở nhà cùng ổ ma ma được không a cửu mở to một đôi mắt như nho đen nhìn nàng nãi thanh nãi khí hỏi cha cha con còn phải ở trong cung làm việc A Cửu lập tức ôm cổ nàng, mềm mại kêu nương, kêu đến hoắc thủ cũng chưa biết tình sao. Nàng xoa bóp khuôn mặt phấn nộn nhỏ nhắn của nhi tử, thấy bé vui tươi hớn hở nhìn mình, ngũ quan có năm phần tương tự nhiếp ngật, tuy rằng có chút béo, lại có vẻ mu múp đáng yêu, hoắc thủ thích nhi tử nhà nàng béo, hận không thể để nhi tử béo trước khi trưởng thành, đều cứ mu múp thịt như vậy. Buổi tối, sau khi nhiếp ngật trở về, A Cửu vứt bỏ mẫu thân đã ở cùng bé một ngày, sửa lại đi dính cha bé. Đáng tiếc cha ôm bé trong chốc lát, lại không ôm bé ra bên ngoài chơi như bé mong muốn, mà là ở trong phòng cùng bé, A Cửu thất vọng rồi. Hoắc Thù rót cho hắn một chén trà nóng, đem việc hôm nay Hoắc Ngũ lão ra gọi nàng ngày mai về Tĩnh An hầu phủ nói cùng hắn. Nhiếp Ngật nghe được lời này, đối với cách làm của nhạc phụ có chút cạn lời. Tuy rằng hắn ở chung cùng nhạc phụ không nhiều lắm, nhưng ngày thường nhìn cũng là một nhân vật thanh nhã, sao hiện tại nhìn lại giống như có chút yếu đuối. Bất quá ngẫm lại sau khi nương hoắc thủ khó sinh qua đời, Hoắc Ngũ lão ra bị Hoắc lão phu nhân yêu cầu làm những chuyện như vậy, Nhiếp Ngật liền không kỳ quái. Vậy ngày mai nàng trở về sao?" Nhiếp Ngật hỏi. "Về à?" Hoắc Thù không sao cả nói, nói chung cũng phải làm ra vẻ một chút, bất quá ta mới không nhúng tay việc này đâu. Nàng lại không phải đứa ngốc, hôn sự của muội muội cùng cha khác mẹ, nếu nàng gả tốt thì không có việc gì, gả không tốt chẳng phải là sẽ trách số người nàng. huống chi cảm tình của nàng cùng Hoắc Diệu cũng không có sâu đến nỗi này, Hoắc Thù cho dù là trưởng tỷ cũng làm không được trưởng tỷ như mẹ huống chi ngũ phu nhân vẫn còn sống sờ sờ a cửu chơi ở một bên nghe cha mẹ nói chuyện phiếm vô cùng cảnh giác tiểu hai tử tuy rằng dễ dàng bị chuyện khác hấp dẫn lực chú ý nhưng vẫn thường quay đầu nhìn song thân một cái nếu người nào không ở đây sẽ nhanh chóng đi tìm còn không phải sao bé được nha hoàn cầm một cái đồ chơi nhỏ chơi một lát quay đầu nhìn theo bản năng phát hiện nam nhân vốn ngồi trên giường đất nói chuyện cùng mẫu thân đã không thấy lập tức quay đầu nhìn thấy nam nhân đã muốn đi tới cửa nhanh chóng trượt xuống ghế hoa hồng cục 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 chạy tới lập tức ôm chân dài của hắn nhiếp ngật cúi đầu nhìn bé lắc lắc chân không dám quá dùng sức sợ không cẩn thận sẽ làm ngã bé nói bên ngoài quá lạnh con ở trong phòng đừng đi ra ngoài a cửu ôm chặt hắn không chịu buông tay biểu tình thật là ủy khuất nhiếp ngật bất đắc dĩ đành phải gọi người lấy một kiện áo choàng có mũ trùm đầu tới bế bé, bé lên bọc trong áo choàng nói qua cùng hoác thù một tiếng liền đi đến thư phòng Hoắc Thù sau khi nhìn theo hai cha con rời khỏi đây, quay đầu hỏi ổ Mama, "Mama, khi ta lớn bằng A Cửu bây giờ, có phải ta ngoan hơn không?" Ổ Mama nhịn không được cười nói, "Phu nhân, muốn nghe lời nói thật không?" Hoắc Thù quay đầu, "Không muốn nghe lời nói thật." Để lão nô nói, "Phu nhân khi còn nhỏ cũng là hài tử hoạt bát, so với tiểu chủ tử còn muốn hoạt bát hơn, một khi lơ đễnh không chú ý, người liền chạy đi đâu không biết, mỗi lần đều phải làm cho mọi người tìm đến nghiêng trời lệch đất, lão phu nhân cũng bị người dọa qua vài lần." Người lúc ấy còn nhỏ, chỉ có lớn như vậy. Ổ ma ma làm thế tay, so với A Cửu bây giờ còn lùn hơn một chút, nhưng động tác đã rất linh hoạt rồi, còn bò được qua cửa sổ mà. Mỗi lần như vậy đều làm bình hoa lão phu nhân yêu thích vỡ nát, bồn hoa trên cửa sổ đều không đủ cho người quăng ngã, người rất thích đẩy nó từ cửa sổ xuống, bang một tiếng liền nát. Hoắc thù. Hoắc thù đỏ mặt nói, ma ma, ta nào có nghịch ngợm như vậy. Ổ ma ma nhảy miệng nhìn nàng cười. Hoắc thù che mặt, về sau nàng sẽ không bao giờ ghét bỏ nhi tử nghịch ngợm nữa chờ khi nhiếp ngật ôm nhi tử béo trở về hoắc thù nhéo khuôn mặt nhỏ ấm áp của nhi tử béo nhiếp ngật ôm bé vào trong ngực dọc đường đi cũng chưa làm bé bị lạnh che chắn bé rất ấm áp nhi tử thì ra con nghịch ngợm như vậy nguyên nhân cũng bởi vì ta về sau nương không bao giờ ghét bỏ con nghịch nữa hoắc thù nói nhiếp ngật nghe được lời này nhị không được muốn cười nói có tiểu hài tử nào không nghịch ngợm chứ chờ lớn hơn chút hiểu chuyện là tốt thôi Hoắc thù dùng ánh mắt ra hiệu với ổ ma ma một cái, để nàng ngàn vạn đừng đem chuyện năm đó mình nghịch ngợm gây sự nói ra, bằng không thật là không còn mặt mũi. Hôm sau, thời tiết tốt lên rất nhiều. Hoắc thù ăn mặc chỉnh tề, chuẩn bị hồi tĩnh an hầu phủ. Tiểu A Cửu từ sau khi tỉnh lại, vẫn luôn nhìn chằm chằm nàng, tuy tuổi bé còn nhỏ nhưng cũng hiểu được một ít động tác của người lớn đại biểu cho cái gì. Nhìn thấy mẫu thân đang thay y phục, sau khi thay y phục, liền biết nàng muốn ra cửa, nhanh chóng chạy tới bám dính nàng a cửu ở nhà được không hoắc thù nắm bàn tay béo nhỏ của bé a cửu bẹp miệng biết nàng muốn để hắn ở nhà liền khóc lên cho nàng xem ý tứ hoắc thù rốt cuộc không nỡ để bé khóc đành phải gọi người thay cho a cửu y phục dày một chút rồi ôm bé ra cửa phía dưới tấm ngăn trong xe ngựa đặt chậu than toàn bộ trong xe ngựa ấm áp dễ chịu a cửu thích nhất ngồi xe ngựa mỗi lần ngồi xe ngựa liền đại biểu là đi ra bên ngoài chơi cho nên sau khi lên xe ngựa cũng không chê trong xe ngựa nhỏ hẹp liền ghé vào trước cửa sổ xe ngựa nhìn thăm dò bên ngoài bị nương nắm đuôi hổ trên mũ da hổ của bé kéo trở về a cửu đặt mông nhỏ ngồi xuống bé lại bỏ qua tiếp tục bám vào cửa sổ xe tiếp theo lại bị nương nắm đuôi hổ trên mũ da hổ kéo trở về lặp lại vài lần a cửu sinh khí nương a cửu phòng khuôn mặt nhỏ kêu lên đôi mắt chừng đến tròn trịa biểu tình như con muốn sinh khí rồi đó hoắc thù nhướng mày tiểu gia hỏa này cũng dám lớn tiếng với nàng dọc đường đi hai mẹ con liền nhờ trò chơi này mà vượt qua rốt cuộc đi vào tĩnh an hầu phủ hoắc thù đội mũ cho a cửu ôm hắn vào trong ngực lại dùng đấu bồng khoác trên người bọc bé lại ôm xuống xe ngựa hoắc ngũ lão ra thấy nàng vậy mà mang theo hài tử trở về hoảng sợ nhanh chóng gọi người mang đến cho bọn họ canh nóng nói thời tiết lạnh như vậy sao lại mang a cửu trở về đông lạnh hắn thì làm sao đây hoắc thù không thèm để ý nói không có biện pháp nếu không mang hắn theo hắn liền nháo ẩm ẩm lên hai tỷ đệ hoắc diệu nghe nói tin tức bọn họ trở về vội lại đây thỉnh an hoắc thù. hoắc thừa tranh rất thích cháu ngoại trai vây quanh a cửu dạy a cửu gọi hắn cữu cữu lấy điểm tâm tới dỗ bé nhưng a cửu cùng hắn không thân thiết không thèm để ý đến hắn hoắc thù đánh giá hoắc diệu phát hiện y phục trên người nàng cực kỳ mộc mạc cao gầy đứng ở chỗ đó giống như một đóa xuất thủy phù dung thân sắc có thêm vài phần thấp thỏm hiển nhiên cũng hiểu nàng trở về vì nguyên nhân gì hoắc diệu ở một lát hai tỷ đệ hai đã bị hoắc ngũ lão ra đuổi về phòng trước khi nàng rời đi tâm thần có chút không yên liếc nhìn hoắc thù một cái rồi mới rời đi sau khi hai đứa con rời đi hoắc ngũ lão ra đem một quyển danh sách đưa cho hoắc thù bên trong là tư liệu các vị công tử trẻ tuổi trong kinh hắn nhờ người hỏi thăm hoắc thù lật lật phát hiện tư liệu này đều rất đơn giản tin tức trọng yếu không có bao nhiêu liền biết những người cha nàng nhờ tìm hiểu tin tức thủ đoạn cũng không cao sau khi nàng xem xong không phát biểu ý kiến ngược lại hỏi cha nhìn chúng người nào Hoắc Ngũ lão ra trầm ngâm một lát, nói: "Viên Ngũ Lang tôn tử của Viên Các lão cũng không tồi." Tiếp theo liền đem tư liệu tôn tử Viên Các lão tỉ mỉ nói cùng nàng một lần. Hoắc Thù nghe được, thân sắc hơi cứng, đột nhiên cảm thấy tôn tử Viên Các lão tựa hồ rất quen thuộc. Qua một lát, nàng mới phản ứng lại, Viên Các lão Viên gia này chính là Viên gia Bình Nam, mà năm đó ở Bình Nam thành, nàng còn đánh Viên Ngũ Lang này một trận đấy. Hoắc Thù nhớ lại năm đó ở Minh Giác tự tại Bình Nam thành, tình cảnh nàng hào sảng đánh Viên Ngũ Lang đến kêu cha gọi mẹ giữ trầm mặc đối với lựa chọn của cha nàng. Đã qua mấy năm, Hoắc Thù sao còn chú ý đến một người dâu ria, cho dù nàng đã từng đánh hắn, nhưng cuộc đời cô nương nàng đánh cũng nhiều người, không thiếu một tên viên ngũ lành. Cho nên Hoắc Thù từ sau khi đánh viên ngũ lang xong, thật đúng là không lại chú ý đến hắn, vứt hắn ra sau đầu. Còn về chuyện năm đó viên đại phu nhân vì nhi tử đi đến cầu thân cùng ngu lão phu nhân, bởi vì ngu lão phu nhân muốn giữ cháu ngoại gái ở lại ngu gia, cho nên dứt khoát cự tuyệt, việc này cũng không có nói với cháu ngoại gái, vì vậy hoắc thủ cũng không biết việc này nào ngờ bây giờ hắn lại trở thành rể hiền trong mắt cha nàng từ trong tư liệu của hoắc ngũ lão gia hoắc thủ biết viên ngũ lang mấy năm nay vẫn ở trong nhà chuyên tâm nghiên cứu học vấn đã từ bỏ thói xấu đùa giỡn cô nương nhà người ta làm người rất có trí tiến thủ hơn nữa còn có một gia gia làm các lão giá trị của viên ngũ lang ở thị trường như kinh thành cũng rất không tệ trở thành con rể xứng đáng trong lòng rất nhiều phụ nhân viên ngũ lang năm nay đã nhờ quán 20 tuổi, nghe nói mấy năm nay vẫn luôn chuyên tâm nghiên cứu học vấn dẫn tới chỉ hoãn hôn sự nhưng nam nhân tuổi có chút lớn cũng không ảnh hưởng gì hoắc ngũ lão ra rất vừa lòng viên ngũ lang thù nhi con thấy thế nào vẻ mặt hoắc ngũ lão ra chờ đợi nhìn hoắc thù hoắc thù nói thẳng cha tự mình chọn là được rồi rốt cuộc đây là trung thân đại sự của muội muội con chỉ là một vãn bối sao có thể làm chủ được chứ nếu người lưỡng lự không bằng cùng đại bá thương lượng một chút xem sao đại bá nhìn người cũng không tồi hôn sự của ngũ tỷ hoắc quyên chính là do đại bá tĩnh an hầu đề cử người được chọn cho nhị lão gia hoắc quyên gả đến cũng coi như không tồi mấy năm nay hoắc thù ngẫu nhiên có thể thu được tin tức cùng lễ vật hoắc quyên cho người đưa tới từ đôi câu vài lời cũng biết được nàng sống không tồi từ điểm đó nhìn ra được đại bá vẫn là có mắt nhìn con rể hoắc ngũ lão gia nghe được lời này trong lòng có chút thất vọng hắn cũng không phải thật sự ngốc tự nhiên biết hoắc thù không muốn dính vào việc này hắn có ba đứa con đáng tiếc ba đứa cũng không được thân thiết giữa các tỷ muội càng như cách một tầng. Hắn hy vọng mấy tỷ đệ bọn chúng có thể yêu thương đối phương, trông nom lẫn nhau, nhưng hiện giờ xem ra, xác thật là hắn đã nghĩ quá tốt đẹp rồi. Cuối cùng, Hoắc Ngũ lão ra không lại miễn cưỡng Hoắc Thù, chơi cùng cháu ngoại một lát rồi cho bọn họ rời đi. Hoắc Thù ôm Nhi Tử ra cửa, liền nhìn thấy Hoắc Diệu đứng trong gió lạnh, riêng ở chỗ này chờ nàng. Trên người nàng khoác một kiện áo choàng màu chuột xám, đôi tay hợp lại ở trong ống tay áo, gương mặt bị gió đông lạnh đến đỏ bừng, nhìn thấy hoắc thủ lại đây hai mắt sáng rỡ thất tỷ các ngươi phải về rồi sao hoắc diệu hỏi thanh âm bị đông lạnh đến có chút run rẩy hoắc thủ gật đầu nói nhìn tình hình có khả năng tuyết sẽ vẫn còn rơi chúng ta vẫn nên đi về trước đỡ cho lúc tuyết rơi đường không dễ đi hoắc diệu liếc nhìn nàng một cái thấy nàng ôm hài tử mặt may so với thời thiếu nữ càng thêm tươi đẹp động lòng người phảng phất như năm tháng chưa bao giờ bạc đãi nàng lắng động lại cho nàng thứ tốt nhất làm nàng vẫn đẹp đến kinh người A Cửu trong ngực mẫu thân ló đầu ra, nhìn thấy Hoắc Diệu, nhìn nàng lộ ra một nụ cười đáng yêu. Hoắc Diệu thấy khuôn mặt nhỏ của hắn mu mút thịt, giống như ngọc tuyết đáng yêu, đôi mắt giống quả nho đen được nước suối tẩy sạch, không lẫn tạp chất thế tục, giống như một tiểu sinh linh thuần khiết, làm tâm người không tự chủ được mềm mại đi. Nàng do dự một lát, rốt cuộc vẫn nhịn không được hỏi, "Thất tỷ, ta biết mục đích hôm nay cha gọi tỷ trở về, có phải cha đã chọn viên gia đại phòng ngũ lang hay không?" Hoắc Thù đã biết bản lĩnh thám thính tin tức của nàng, đối với việc nàng có thể thám thính được điều này cũng không có gì ngạc nhiên gật đầu nói đúng vậy phụ thân rất xem trọng viên ngũ lang nói hoắc thù nhìn nàng phát hiện nàng nhẹ nhàng thở ra tựa hồ cũng vừa lòng với viên ngũ lang vậy ngươi cảm thấy thế nào hoắc diệu lại hỏi hoắc thù kỳ quái nhìn nàng nói vô cùng thẳng thắn việc này ta không muốn nhúng tay vào dù sao cũng là trung thân đại sự của muội nếu về sau muội sống không tốt chẳng phải là sẽ oán trách đến trên người ta loại lời nói thẳng này rất dễ đả thương lòng người Hoắc Diệu bị lời nàng nói làm cho có chút khó chịu. Bất quá nàng cũng biết quan hệ của mình cùng Hoắc Thủ không tốt, không trách nàng sẽ nói loại lời này. Hoắc Thủ luôn là người có gì nói đó, rất ít khi vòng vo. Hơn nữa lần trước khi nghe nói cha sẽ chọn hôn sự cho nàng, nương nàng còn lén nói với nàng, kêu nàng đến lúc đó chú ý chút, đừng để cho vị tỷ tỷ này nhúng tay vào hôn sự của nàng. Ngũ Phu nhân tuy rằng vẫn luôn bị cấm túc, không thể ra ngoài, nhưng Hoắc Ngũ lão ra cũng không bạc đãi nàng, cho hạ nhân hầu hạ nàng rất tốt hai tỷ đệ hoắc thừa tranh cùng hoắc diệu ngày thường cũng có thể đi thỉnh an nàng ngoại trừ không thể ra cửa kỳ thật ngũ phu nhân sống cũng không tồi ngũ phu nhân rất quan tâm hai đứa con này biết nữ nhi ra hiếu kỳ sẽ làm mai nàng liền lo lắng lão ra quá mức tín nhiệm hoắc thủ và nhất hoắc thủ muốn hại nữ nhi gây khó dễ cho hôn sự của nữ nhi thì làm sao bây giờ hoắc thủ hiện tại chính là vệ quốc công thế tử phu nhân nếu nàng muốn nhúng tay vào chuyện của tỷ muội nhà mẹ đẻ dễ như trở bàn tay Càng không cần phải nói chuyện năm đó nàng làm ra có thể nói là đã hoàn toàn đắc tội Hoắc Thù, Hoắc Thù không thích mấy mẹ con bọn họ, muốn hại bọn họ cũng là việc bình thường. Đối với ý tưởng của Ngũ phu nhân, Hoắc Thù không biết, Hoắc Diệu lại cảm thấy nương nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Những năm gần đây, nàng vẫn luôn quan sát Hoắc Thù, cũng biết tính tình Hoắc Thù, chỉ cần không đi chọc nàng, nàng lười phản ứng với người. Hơn nữa nàng trời sinh tính lỗi lạc, khinh thường tính kế người khác, cũng sẽ không vô duyên vô cớ hại người. Hoắc Diệu căn bản không cảm thấy Hoắc Thù sẽ không bỏ qua cho mình. So sánh như vậy, Hoắc Diệu ngược lại hy vọng Hoắc Thù có thể nhúng tay vào hôn sự của mình, hơn nữa trong lòng nàng hiểu rõ, nếu không phải bởi vì Hoắc Thù là vệ quốc công thế tử phu nhân, Viên gia sao có thể cố ý cùng nàng kết thân, Viên đại phu nhân càng sẽ không coi trọng nàng. Viên gia nhìn chúng chính là nàng có một vệ quốc công thế tử phu nhân làm tỷ tỷ, cho nên Viên phu nhân mới có ý cùng nàng kết thân. Đối với việc này, Hoắc Diệu cũng không để ý, Rốt cuộc đây là thái độ bình thường của thế tục nếu nàng không có một tỷ tỷ vệ quốc công thế tử phu nhân. Sau khi nàng ra hiếu kỳ, cũng sẽ không có nhiều phu nhân cố ý muốn cưới nàng làm con dâu như vậy. Tuy nói đây là mượn thế hoắc thủ, nhưng người sống trên đời, tránh không được mấy thứ này, một bút không viết ra được hai chữ hoắc, không có gì để so đo cả. Thất tỷ, tỷ yên tâm, ta sẽ không oán trách tỷ hoắc diệu nhị không được nói. Hoắc thù thấy nàng rất thông minh, không có đáng ghét như trước kia, suy nghĩ một chút, nói, mấy năm trước, khi ta chưa hồi kinh ở bình nam thành đã từng gặp được viên ngũ lang còn từng đánh hắn một trận bởi vì lúc ấy hắn dám đùa dỡn dai biểu tỷ cùng ta sắc mặt hoắc diệu có chút cứng đờ hoắc thù nói xong nhét đầu nhi tử đang ló ra ngoài trở vào ôm hắn rời khỏi tĩnh an hầu phủ hoắc diệu nhìn theo nàng rời đi cho đến lúc cảm thấy trời sắp có tuyết rơi mới chậm chạp hồi diệu cẩm viện qua mấy ngày sau hoắc thù nghe nói tin tức tĩnh an hầu phủ cùng viên gia nghị thân hoắc thù cũng không quá mức kỳ quái với việc này không đề cập đến những chuyện khác thì viên ngũ lang đối với hoắc diệu mà nói sao thật là một lựa chọn không tệ hôn sự này trong mắt thế nhân cũng không tệ cho đến ngày tĩnh an hầu phủ cùng viên phủ định thân thời tiết khó khi được trong trẻo hoắc thù cũng hồi phủ đi xem lễ loại chuyện này sao có thể thiếu được tiểu a cửu biết mẫu thân lại muốn ra ngoài a cửu la lối khóc lóc lăn lộn muốn đi theo thấy mẫu thân kiên quyết không để ý tới bé liền ủy ủy khuất khuất ngồi sổm trong một góc rớt nước mắt đám người ổ ma ma nhìn thấy đau lòng vô cùng cuối cùng ngược lại khuyên hoắc thù dẫn bé đi theo dù sao hôm nay thời tiết không tệ khó có khi còn có mặt trời linh tinh hoắc thù nhìn các hạ nhân bất chi bất giác từ phản đối biến thành chiều theo bé đành phải ôm nhi tử béo đang ngồi sổm trong một góc rớt nước mắt ra ngoài lấy khăn lau mặt cho bé cười nựng mặt béo của bé nói con cũng thật lợi hại thật không biết tính tình này của con là giống ai dù sao nhất định không giống ta a à, cửu ôm cổ nàng chạm đầu nhỏ vào mặt nàng vừa cọ mặt nàng vừa nãi thanh nãi khí kêu mẫu thân hoắc thù đành phải lại vác nhi tử béo nhà nàng đi tĩnh an hầu phủ tĩnh an hầu phủ hôm nay thập phần náo nhiệt viên ra tới cửa cầu hôn nghi thức thập phần long trọng viên ngũ lang đứng ở trong đám người mỉm cười đối diện người nhà mẹ đẻ thê tử tương lai khi hoắc thù ôm nhi tử béo nhà nàng đi vào riêng nhìn trong đám người một cái so với thiếu niên miệng ba hoa của mấy năm trước hiện giờ viên trì đã là một thanh niên trưởng thành bộ dáng không có tuấn tiếu như nhiếp ngật nhưng cũng có vẻ nam tử tuấn lãng đối mặt với trêu gẹo của mọi người hắn vẫn thong dong bình tĩnh phong độ trí thức đầy người là loại hình thư sinh thế nhân đương thời thưởng thức viên trì vốn đang nói chuyện cùng nhạc phụ tương lai đột nhiên xoay chuyển ánh mắt nhìn thấy nữ tử đang ôm hài tử trong đám người ánh mắt hơi lóe thực nhanh liền rời ánh mắt đi rũ mí mắt xuống che giấu mất mát trong mắt viên trì còn nhớ rõ năm đó khi gặp được cô nương kia ở minh giác tự nàng đứng dưới gốc hoa đảo nụ cười sán lạn trên mặt còn làm người kinh diễm hơn so với đào hồng trên sườn núi từ đó làm hắn không cách nào quên được cho dù bị nàng đánh một trận hắn không chỉ không có chán ghét ngược lại đã đặt nàng trong lòng từ dạo đó sau đó hắn nỗ lực vươn lên muốn thi đậu công danh cũng là vì trong tương lai muốn vẻ vang cưới nàng khi đó hắn chỉ nghĩ chỉ cần hắn có công danh ngu lão phu nhân hẳn là sẽ không lại cự tuyệt hắn cầu thân đáng tiếc còn chưa chờ hắn thi đậu công danh cô nương hắn ái mộ kia đã định thân cùng người khác thậm chí đối tượng nàng định thân là người cho dù mình dốc hết toàn lực cũng không cách nào so bì được sau đó tuổi tác càng lớn hắn cũng hiểu được trách nhiệm của mình Dân dân cũng không dám lại thám thính tin tức của nàng, để tránh làm thế nhân hiểu lầm nàng, mang đến cho nàng ảnh hưởng không tốt, cứ như vậy mà đã qua mấy năm. Mấy năm gần đây, theo tuổi tác ngày càng lớn của hắn, mẫu thân vẫn luôn muốn làm mai cho hắn. Chỉ là viên trì vẫn mãi không quên được cô nương cười sắn lạn đứng dưới gốc hoa đào ở Minh Giác tự năm đó. Trong lòng tràn đầy phiền muộn, không có tâm gì với hôn sự nên vẫn luôn kéo dài tới hiện tại. Bây giờ lại nhìn thấy cô nương kia, hắn phát hiện luyến ái thổ thiếu niên đã nhặt đi tuy rằng trong lòng vẫn có hình ảnh nàng nhưng nhan sắc đã không còn rõ chỉ còn lại phiền muộn nhàn nhạt, nhạt hoắc thù nhìn thoáng qua viên ngũ lang trong đám người liền lôi kéo nhi tử giống một con cá trạch muốn len lỏi vào trong đám người rời đi bước về hướng ngũ phòng nương đi sao a cửu vặn vẹo trong lòng ngực nương hắn như cái bánh quai trèo không chịu để nàng ôm một lòng muốn đi xem náo nhiệt hoắc thù đánh một cái vào mông nhỏ của hắn đáng tiếc hôm nay tiểu gia hỏa mặc y phục dày đánh cũng không cảm giác vẫn vặn vẹo không ngừng như cũ không đi nếu con không nghe lời, lần sau không mang theo con ra cửa chơi, hoắc thủ uy hiếp nói. Đối với tiểu hài tử mà nói, hiện tại đã chơi ở bên ngoài, sao quản được ngươi lần sau có cho bé đi hay không, căn bản không để ý đến uy hiếp của nương. Đáng tiếc sức của bé sao so được với mẫu thân, căn bản không có đáng gì, mắt thấy dần dần đi xa. A cửu rốt cuộc phát hiện nương sẽ không cho bé đi chơi, tức khắc bẹp miệng, liền nhị không được thút tha thút thít khóc lên. Hoắc thù buồn cười lấy khăn lau nước mắt cho bé, dỗ dành nói, chúng ta không đi, nơi đó có người nhiều, đụng chúng A à Cửu thì làm sao bây giờ? Đừng khóc, đợi chút nữa nương cho người mang bánh ngọt tới cho con ăn có được hay không? Bị đồ ăn ngon rời lực chú ý, tiểu mập mạp khụt khịt nói được, chậm rãi thu hồi nước mắt. Vừa đến ngũ phòng, hoắc thù liền gặp được một phụ nhân từ bên hông đi đến. Đột nhiên nhìn thấy, hoắc thù có chút nhận không ra phụ nhân dáng người mập mạp, mặt may trang điểm rất đậm này là ai. Cho đến khi nàng mở miệng gọi một tiếng thù biểu muội hoắc thù mới kinh ngạc chừng lớn mắt hoắc thù ôm nhi tử béo nhà nàng ánh mắt ngạc nhiên nhìn phụ nhân yểu điệu đi tới nơi này trong vòng vây nha hoàn bà tử linh biểu tỷ nàng có chút không xác định bất quá chỉ một thời gian không thấy linh biểu tỷ người như tiên tử sao lại biến thành như vậy có thể do thần sắc trên mặt nàng quá mức lộ liễu nên cát linh có vẻ không vui ánh mắt rơi xuống hai tử nàng ôm trong lòng nói thời tiết lạnh như vậy sao ngươi lại mang hải tử tới nếu làm hắn lạnh sinh bệnh thì làm sao cho dù hôm nay là ngày lành của rượu biểu muội ngươi cũng không nên vô ý hoắc thù nghe nàng thuyết giáo một hồi không khỏi có chút buồn cười cúi đầu nhìn nhi tử đang có vẻ mặt vô tội trong ngực nói a cửu nghe không biểu di con nói đúng đó thời tiết lạnh như vậy con không nên ra đây a cửu vội ôm sát cổ nàng chu cái miệng nhỏ hồng nhuận nãi thanh nãi khí nói nương không sao hoắc thù nhào nhéo mũi bé lúc này mới đi đến trước mặt cát linh nói linh biểu tỷ đã lâu không thấy ta đều có chút không ra nhận biểu tỷ cát linh hừ một tiếng vỗ về bụng nói không có biện pháp Hiện tại ta lại có mang, nhưng mà thù biểu muội này, A Cửu cũng lớn như vậy, sao ngươi còn chưa có tin tức?" Vẻ mặt Hoắc Thù ngọt ngào nói, Thái y nói phụ nhân sinh con không nên quá mức thường xuyên, đối với thân thể không tốt, thế cần cũng không cho, chờ A Cửu lớn chút nữa lại xem. Tình cảm phu thê nói đến ân ái rõ ràng như vậy, làm sắc mặt Cát Linh có chút biến hóa, vỗ về bụng, nàng nhìn chằm chằm dung mạo Hoắc Thù vẫn mỹ lệ như trước, thật lâu không nói gì. Hoắc Thù từ trước kia đã không hiểu được vị tiên tử biểu tỷ suy nghĩ cái gì hiện tại vẫn vậy liên chuyển đề tài đúng rồi biểu tỷ nghi tỷ nhi đâu nghi tỷ nhi chính là hài tử đầu tiên của cát linh là một nữ hài nhi chỉ lớn hơn a cửu mấy tháng khi cát linh mang thai bé thai tượng không tốt hơn nữa lúc ấy nàng cảm thấy bà mẫu cùng trưởng phu chỉ quan tâm hài tử trong bụng nàng mà không quan tâm đến nàng liên làm đến quá đáng cuối cùng ngược lại tự hành hạ mình chờ đến lúc cát linh bởi vì đứa nhỏ này mà chịu tội một phen khi hài tử được sinh xong nàng cũng không thấy yêu thương bao nhiêu vĩnh bình hầu phu nhân rất coi trọng thai đầu của con dâu đều cho rằng này thai là một nam hài nhi ai ngờ lại sinh ra một nữ hài nhi liền có chút không vui tuy rằng không vui nhưng rốt cuộc vẫn là cháu gái ruột của mình thấy con dâu vậy mà còn ghét bỏ đáy lòng vĩnh bình hầu phu nhân liền có chút sinh khí liền muốn ôm cháu gái đến bên người giáo dưỡng may mắn sau đó có thẩm bân ngăn trở tuy rằng thai đầu tiên là một cô nương thẩm bân cũng có vài phần thất vọng nhưng thẩm bân cảm thấy cô nương cũng không tồi cô nương nuôi cũng tốt cũng là tiểu áo bông chi kỷ ít nhất muội muội thẩm đồng vẫn luôn rất chi kỷ thẩm bân trong lòng cũng rất thích bởi vì thẩm bân ngăn cản nghi tỷ nhi mới có thể được nuôi tại bên người mẫu thân còn cát linh chỉ là thấy bộ dáng không vui của bà mẫu cùng trượng phu bởi vì nàng sinh cô nương nên trong lòng nàng cũng phát lên hờn rỗi vốn dĩ năm đó chính bởi vì thẩm bân tài tình cùng ôn nhu nàng mới có thể gả cho thẩm bân cho rằng sau khi gả chồng có thể cùng hắn phu sướng phụ tùy nào biết thẩm bân làm vĩnh bình hầu thế tử vốn gánh nặng trên người đã nặng vậy mà còn phải đề phòng thẩm lão phu nhân bất công cùng thẩm gia nhị phòng tính kế cho nên cũng không thể cả ngày ăn không ngồi rồi cùng thê tử phong hoa tuyết nguyệt cầm kỳ thư họa có tranh lệch như vậy trong lòng cát linh tự nhiên thấy bất mãn thời gian dài cát linh phát hiện thẩm bân cũng không phải là một phu quân lý tưởng như trong cảm nhận của nàng hắn nóng vội bồng bột cả ngày vì một ít ích lợi đi tính kế thời gian có thể ở cùng nàng không nhiều lắm còn không bằng lúc trước gả cho tứ biểu ca nhà ngoại ít nhất tứ biểu ca không giống như thẩm bân hắn là một người có tài hoa chân chính một lòng nghiên cứu học vấn không thích những thứ vàng bạc kia đây mới là một thanh lưu quân tử chân chính không bị ngoại vật tác động chỉ là dù có hối hận cũng ủng công thôi nàng hiện tại đã là vĩnh bình hầu thế tử phu nhân cát linh chưa bao giờ là người thích ủy khuất mình nếu sinh hoạt không như ý vậy trực tiếp nói ra chỉ là nàng không ngờ tới trượng phu vậy mà lại cảm thấy nàng không thể hiểu được hai vợ chồng lời qua tiếng lại vài lần ai cũng thuyết phục không được đối phương sau đó thẩm bân đơn giản khâu trở về phòng trực tiếp nghỉ ở thư phòng cát linh cũng không để ý thẩm bân đi nơi nào hắn thích tới thì tới thích đi thì đi như thế nàng cũng qua một khoảng thời gian không ai để ý lúc mới bắt đầu liền cảm thấy rất tự tại mỗi ngày chỉ cần sống theo ý mình là được sau đó nàng đột nhiên phát hiện ngay cả hạ nhân cũng dám bất kính với nàng chuyện nàng phân phó hạ nhân kéo dài nửa ngày cũng chưa hoàn thành khi luyện chữ cần chút giấy mực cũng phải dùng tiền của mình mua ăn chút thức ăn ưa thích cũng phải có bạc sau khi bị chọc tức vài lần nàng lúc này mới hoảng hốt phát hiện thực tế cùng lý tưởng là bất đồng người chưa gả cùng người đã gả cũng bất đồng trước khi nàng chưa xuất giá mẫu thân của nàng là chủ mẫu che chở mấy đứa con nàng là đại tiểu thư trong nhà ai dám bất kính với nàng nàng khi đó cái gì cũng đều không cần để ý mẫu thân sẽ an bài tốt hết thảy cho nàng các hạ nhân dám bất kính với nàng đều bị thu thập nhưng hiện tại khế ước bán thân của các hạ nhân bất kính với nàng đều ở trong tay bà mẫu trưởng phu lại bị nàng chọc tức sẽ không có ai làm chủ cho nàng Nàng một người cô linh ở trong viện, tuy rằng không cần để ý thế tục bên ngoài, nhưng một chút cũng không được tự nhiên. Cát Linh trải qua mấy tháng không như ý, bị hiện thực đánh cho tan tác, rốt cuộc cũng cúi đầu trước hiện thực. Sau đó nàng xin lỗi Thẩm Bân, cũng đáp ứng nuôi dưỡng tốt nữ nhi mà nàng không thích, lại bị người nhà mẹ đẻ dạy một hồi, rốt cuộc đã có chút hiểu nhân tình thấu sự đời. Lúc bà mẫu lải nhải, trong lòng nàng tuy rằng ủy khuất, nhưng cũng biết vì mình, cũng vì nữ nhi, nàng thế nào cũng phải sinh một đứa con trai phòng thân bằng không bà mẫu sẽ nâng cho thẩm bân mấy phòng di nương để nối dõi tông đường cát linh vẫn có vài phần cảm tình với thẩm bân tự nhiên không cho phép loại chuyện này sau đó không lâu nàng liền mang thai thứ hai khi mang thai thứ hai cát linh không bị hành hạ như lúc mang thai nghi tỷ nhi ăn ngon ngủ ngon hơn nữa bởi vì bụng luôn nhanh nói nàng chịu không nổi liên càng ăn càng nhiều hai tử trong bụng mới hơn ba tháng cát linh đã béo thành bộ dáng như vậy hơn nữa hôm nay ra cửa gặp người cát linh cảm thấy làn da mình quá kém sắc còn sinh ra một ít nếp nhắn, quả thực khó coi, nên trang điểm đậm chút để che lấp. Cát Linh nhàn nhạt, nhạt, nói, nghi tỷ nhi thân thể yếu đuối, mấy ngày trước thời tiết hơi lạnh, nàng liền ho khan, hiện giờ thân thể còn chưa tốt hẳn, ta không yên tâm nàng, nên để nàng lại trong nhà. Nói, nàng lại nhìn về phía hài tử trong ngực hoắc thù, từ bộ dạng đầy tinh thần của hài tử, có thể thấy được đứa nhỏ này được nuôi rất khá. Bộ bẫm trắng nõn, vừa thấy chính là một hài tử khỏe mạnh, cùng bộ dạng ốm yếu của nghi tỷ nhi hoàn toàn bất đồng. Hơn nữa Nghi Tỷ Nhi sinh sớm hơn đứa nhỏ này mấy tháng, nhưng hiện tại Nghi Tỷ Nhi còn chưa biết đi, nói chuyện cũng không lưu loát, nhìn như nhỏ hơn đứa bé này. Không biết như thế nào mà trong lòng Cát Linh có chút bị đè nén. Rõ ràng năm đó thủ biểu muội cùng muội muội các kỳ giống nhau, hoạt bát làm ẩm ý, không học vấn không quy củ, nhìn khiến cho người không thích, nào biết vài năm sau, mọi người đều làm thê tử của người. Thủ biểu muội này vẫn giống như năm đó không có gì khác, càng thêm mỹ lệ, nàng sinh hài tử cũng làm cho người ta thích, nếu mình so với nàng, cái gì cũng đều kém rõ ràng năm đó thu biểu muội cái gì cũng kém hơn mình hoắc thù nghe được nàng nói như vậy trên mặt cũng lộ ra vài phần quan tâm nhờ thái y tới xem coi như thế nào tiểu hài tử thân thể yếu đuối cũng không thể sơ sẩy được đối với hài tử nghi tỷ nhi kia hoắc thù đã gặp qua hai lần đều thấy lúc vĩnh bình hầu phu nhân mang nàng ra mỗi lần nàng đều được bà vũ ôm thân sắc ủy oải nhìn rất đáng thương hoắc thù hiện tại đã làm nương người có nhi tử béo mỗi ngày nháo nàng lại nhìn thấy con nhà người ta, tâm địa cũng mềm mại vài phần. Cát Linh nhàn nhạt, nhạt, mà ứng một tiếng, cũng không muốn nói thân thể nữ nhi không khỏe như thế nào, hỏi, thù biểu muội hôm nay là muốn đi xem rượu biểu muội Hoắc thù cười gật đầu. Vậy cùng nhau đi thôi, Cát Linh đỡ eo, chậm rãi đi tới. Hoắc thù thấy bộ dáng này của nàng liền không muốn cùng nàng đi, cố tình Cát Linh lại mở miệng, đành phải phối hợp, cùng nàng dùng tốc độ rùa bò chậm gì gì đi tới rượu cẩm viện của Hoắc rượu. Trên đường, Cát Linh nghĩ đến cái gì, nói, hôn sự của a kỳ đã định rồi a à, hoắc thù có chút giật mình chuyện bao lâu rồi a kỳ không nói với ta các kỳ hiện tại theo cha mẹ đi nhậm chức mấy năm nay hoắc thù thường xuyên trao đổi thư từ nói chuyện phiếm cùng nàng nhưng bởi vì đường xá xa, xa xôi thư từ lui tới không tiện thường thường mấy tháng mới có một phong thờ ta cũng là nghe người nhà mẹ đẻ nói thư của a kỳ viết hẳn là còn chưa tới cát linh nhà nhạt, nhạt liếc nhìn nàng một cái đối với hôn sự của muội muội cũng không mấy quan tâm chỉ nói Nghe nói đối tượng cùng A Kỳ Định thân là con cháu nhà võ tướng U Châu Thành, lúc ấy khi phụ thân đi ngang qua U Châu, vừa lúc gặp phải sơn tặc, may mắn được người cứu, vì báo đáp ơn cứu mạng của đối phương, phụ thân liền để A Kỳ Định thân với người nọ. Hoắc Thù quả thực không biết nói gì cho tốt, trong lòng không khỏi có chút lo lắng cho Cát Kỳ, người nọ thế nào. Ta nào biết, Cát Linh không chút để ý nói, dù sao phụ thân cũng sẽ không hại A Kỳ. Hoắc Thù sau khi nghe xong, liền không hề hỏi nữa người làm tỷ tỷ cũng không quan tâm muội muội ruột của mình nàng vội vàng đi hỏi vậy không phải tự tìm phiền phức sao không bằng chờ thư của các kỳ đến đã nói chuyện một hồi hoắc thù phát hiện mình vẫn không hiểu được vị linh biểu tỷ này suy nghĩ gì như cũ hai người cùng nhau đi vào phòng ở của hoắc diệu liền thấy hoắc diệu mặc một bộ trường y lụa màu đỏ rực đoan trang ngồi ở trong phòng thẩm đông cũng ở đây thấy nàng thường nhìn ngoài cửa liền trêu ghẹo hai tiếng hoắc diệu đỏ bừng mặt nhìn thấy hai người cùng nhau lại đây các nàng đều có chút ngoài ý muốn hoắc diệu nhanh chóng đứng dậy đón cho người mang trà trái cây điểm tâm lên cho các nàng thất tỷ sao tỷ lại đây hai mắt hoắc diệu sáng lấp lánh hoắc thù ôm nhi tử béo ngồi xuống thấy hắn vặn thân thể không chịu để mình ôm liền để hai chân hắn xuống đất vừa nói bên ngoài người quá nhiều nên mang a cửu lại đây nhìn muội hoắc diệu nhoẻn miệng cười rộ lên cát linh đỡ bụng ngồi vào một bên thấy đôi mắt hoắc diệu đều dính trên người hoắc thù sao không cảm giác được biểu muội này xa cách trong lòng có vài phần không thoải mái, trên mặt không khỏi lãnh đạm đi vài phần. Thẩm Đông nhìn thấy vẻ mặt này của Đại Tẩu, trong lòng thập phần bất đắc dĩ. Nàng cùng Hoắc Diệu thân thiết từ nhỏ, hôm nay riêng lại đây chúc mừng nàng định thân, nào ngờ vị Đại Tẩu này không biết nghĩ như thế nào, đột nhiên cũng muốn cùng lại đây. Bây giờ tỉ muội nhà người ta ngồi nói chuyện, vẻ mặt nàng lại lộ ra thế này để làm gì? Cho dù Hoắc Diệu cùng tỷ tỷ khác mẹ này không thân cận, nhưng so với vị đại tẩu mắt cao hơn đầu, chưa bao giờ kết giao với người khác của nàng thì tốt hơn nhiều chứ tự mình đại tẩu cũng không muốn qua lại với người không hiểu đạo lý đối nhân xử thế bây giờ ngược lại còn trách người khác vắng vẻ nàng nào có đạo lý như vậy thẩm đồng tuy rằng không thích hành động của vị đại tẩu cát linh này nhưng cũng không thể không chu toàn cho nàng lập tức liền ngồi ở chỗ đó thường xuyên đáp lời không làm cho trong lòng cát linh không thoải mái nói ra cái gì đắc tội với người khác nghe cha nói hôn sự này định ra ở tháng chạp có phải hơi gấp hay không Hoắc Thù lấy cho Nhi Tử một khối thạch táo đỏ thẫm, vừa hỏi. Hoắc Diệu đỏ bừng mặt, nhỏ giọng nói, "Viên gia bên kia nói, viên công tử tuổi lớn, hơn nữa ta cũng bởi vì hiếu kỳ trì hoãn hôn sự, không bằng cứ làm xong hôn sự trong năm nay luôn." Hoắc Thù thấy quả nhiên trong lòng nàng rõ rành rành, liền cũng không nói nhiều. Lần trước nàng đã nhắc nhở qua nàng ấy, nhưng Hoắc Diệu vẫn tính gả qua, có thể thấy được trong lòng nàng hiểu rõ, về sau gả tốt hay xấu đều là chuyện của một mình nàng ấy. Nhưng còn Cát Linh nhịn không được nói, vừa rồi ta nhìn thấy viên ngũ lang người bộ dáng không tồi nghe nói phẩm tính cũng rất tốt chỉ là tuổi tác hắn lớn như vậy vẫn luôn không có làm mai có phải hay không đại tẩu thẩm đông mặt đổ đầy mồ hôi đánh gãy lời nàng tại ngày định thân của cô nương người ta mà nói loại lời này vậy không phải là nôn nóng muốn vả mặt người ta sao trong lòng nàng có chút bất mãn nhưng cũng biết đại tẩu này khiếm khuyết đạo lý đối nhân xử thế mẫu thân cũng thường xuyên bị nàng chọc tức đến gan đau còn nàng ngược lại cũng không cho rằng mình đã sai rồi quả thực mệt tâm Hoắc Diệu vẫn luôn không thích vị cát biểu tỷ này, bây giờ nghe được lời này, trong lòng rất không vui. Viên Ngũ Lang vì sao vẫn luôn không cưới, nàng đã sớm hỏi thăm được, khi mới vừa biết nguyên nhân, nàng thiếu chút nữa phun ra một bụng máu, cảm thấy giống như mình lại bị Hoắc Thù cản trở, trong lòng không phải không bực. Bất quá thực mau nàng liền điều chỉnh lại, đặc biệt là khi biết được tình cảm trong lòng Viên Ngũ Lang đối với Hoắc Thù bất quá chỉ là mê luyến thời niên thiếu, hiện tại Hoắc Thù cũng đã gả chồng những năm qua viên ngũ lang cũng chưa từng có biểu hiện gì thái quá liền biết trong lòng hắn dù còn có hoác thù nhưng cảm tình kia cũng đã dần phai nhạt trừ cái này ra mấy năm nay viên ngũ lang cũng bởi vì như thế vẫn luôn giữ mình trong sạch nhìn chung còn tốt hơn các nam nhân khác chưa thành thân nhưng trong phòng đã có một đống thông phòng nàng nhìn chúng chính là tấm lòng nhớ về tình cảm cũ của viên ngũ lang nam nhân như vậy sẽ không quá mức lăng nhăng á chính nàng hiện tại cũng không thích nam nhân kia bất quá chỉ là muốn mưu cầu một đoạn nhân duyên thôi cho nên mâu thuẫn trong lòng cũng không lớn Hoắc Diệu có lòng tin, chờ sau khi nàng gả qua, sớm hay muộn cũng sẽ lung lạc được tâm của Viên Ngũ Lang. Cát Linh thấy sắc mặt cô em chồng cùng Hoắc Diệu đều không tốt, nàng dù không có mắt nhìn, cũng đoán ra được, tuy không biết mình nói sai chỗ nào rồi, nhưng rốt cuộc cũng ngậm miệng không nói nữa. Hoắc Thù ngồi một lát, gặp Hoắc Diệu xong, liền mang A Cửu nhà nàng rời đi. Vừa rồi khỏi Tĩnh An hầu phủ, liền nghe được một trận tiếng vó ngựa lộc cộc. A Cửu ghé vào trước cửa sổ xe, tay nhỏ xốc màn xe lên nhìn ra bên ngoài đột nhiên nhìn thấy cái gì vang dội kêu lên cha hoắc thủ đang kéo đuôi trên mũ đầu hổ của bé nghe tiếng bé gọi dùng sức kéo thân thể tiểu gia hỏa ngã về phía sau rồi bị một đôi tay đón lấy tiếp theo bị bế sang một bên sau đó bé phát hiện vị trí trước cửa sổ xe đã bị nương chiếm mất tiểu a cửu nóng này vội bám vào người mẫu thân hai mẹ con ghé đến trước cửa sổ xe ngựa nhiếp ngật cưỡi ngựa lại đây đi đến không xa liền nhìn thấy hai mẹ con bên cửa sổ khóe miệng không khỏi hơi hơi gợi lên tiếp theo nhiếp ngật bỏ ngựa mang theo một thân đầy khí lạnh chui vào xe ngựa cha a cửu gọi ngọt ngào khi sắp bổ nhào vào ngực cha đã bị nhiếp ngật duỗi tay giữ lại a cửu thấy cha thế nhưng không ôm mình ủy khuất rồi miệng nhỏ hồng nhuận chu lên nhìn hắn vươn hai cánh tay béo nhỏ nãi thanh nãi khí kêu cha ôm một cái hoắc thù nắm đuôi lão hổ trên nón bé kéo bé vào trong ngực xoa bóp mặt bé nói người cha con lạnh không sợ đông lạnh hư con à a cửu vẻ mặt vô tội nhìn mẹ bé bộ dáng không hiểu nhiếp ngật cởi đấu bồng dính khí lạnh trên người xuống nhận lo sưởi tay hoác thủ đưa qua rồi mới bế nhi tử qua ôm vào trong ngực hỏi hôm nay không có gì việc gì chứ có thể có chuyện gì chứ khá tốt hoác thủ cười tủm tỉm nhìn hắn nhưng thật ra vừa rồi gặp được linh biểu tỷ cả người nàng đều sưng lên trên mặt còn trang điểm rất đáng sợ giống như yêu tinh luôn cảm giác như không giống nàng nữa trước kia linh biểu tỷ người như tiên tựa như tiên tử không dính đến khói lửa nhân gian rồi sau đó ta mới biết được thì ra là nàng lại mang thai, nàng còn hỏi ta, A Cửu đều lớn như vậy rồi, sao không cho hắn thêm một đệ đệ hay muội muội. Tay nhiếp ngật ôm nhi tử khựng lại, dương mắt nhìn nàng, thấy nàng cười đến thực vô tội, giống như đúc vẻ vô tội của A Cửu khi muốn làm chuyện xấu. Hắn ân một tiếng, không tiếp lời nàng. Hoắc Thù thấy thế cũng không giận, quay đầu hỏi nhi tử béo, A Cửu, muốn đệ đệ muội muội chơi cùng con không? A Cửu nhìn mẹ, lại nhìn nhìn cha, lắc đầu nói, không. Không muốn, hoắc thù kinh ngạc nhìn bé không phải tiểu hài tử đều thích có đệ đệ muội muội chơi cùng sao ngẫm lại khi nàng còn nhỏ thường xuyên nhìn bụng các mợ nàng nói các nàng sinh nhiều biểu đệ biểu muội chơi với nàng đấy sao đến lượt nhi tử nhà nàng lại không giống vậy a à cửu bĩu môi ôm cổ cha bé nói cha tử đương tử hoắc thù nhìn bộ dáng tiểu bá đạo của bé duỗi tay bế bé qua ôm ôm trong ngực một chút sau đó lại ném về cho cha bé a à cửu bị chọc cười rộ lên khanh khách duỗi tay nhìn nương bé kêu la nói Nương, chơi, chơi, không chơi với con, Hoắc Thù dựa vào người nhiếp ngật, bộ dạng không muốn chơi cùng hắn. Tiểu A Cửu gấp đến độ không được, nào có người như vậy, chọc gẹo rồi lại không cùng chơi, quá mức. Bé cũng không lại dính trên người cha, bò vào trong ngực nương, ôm cổ nàng, vẫn luôn gọi nương nương nương, toàn bộ trong xe ngựa đều là tiếng của bé, nhưng mà nương không để ý tới bé, còn đẩy bé ra. A Cửu rốt cuộc nhịn không được oa một tiếng khóc, khóc đến nước mắt nước mũi đều chảy ra. Nhiếp Ngật nhìn đôi mẹ con này làm ầm ĩ, thật sự nhịn không được muốn cười, thấy nhi tử khóc đến thực sự đáng thương. Lấy khăn lau nước mắt nước mũi cho bé, dỗ dành nói, A Cửu là nam hài tử, cũng không thể khóc, sẽ bị người khác chê cười. A Cửu khụt khịt, thấy cha an ủi bé, vội dịch thân mình bụ bẫm vào ngực cha cầu an ủi, thực nhanh liền quên khóc, lại vươn tay béo qua phía nương đòi ẵm. Hoắc Thù ôm bé vào ngực, cọ cọ khuôn mặt nhỏ xinh đẹp của bé, cười trêu nói, A Cửu là con mèo nhỏ thích khóc. A à Cửu vừa nghe đến ba chữ con mèo nhỏ, liền há mồm nãi thanh nãi khí học tiếng mèo kêu, mèo mèo. Hoắc Thù nhịn không được, phụt một tiếng cười rộ lên. Chờ khi một nhà ba người trở lại Lăng Vân viện, Hoắc Thù lại nghĩ tới vừa rồi Nhiếp Ngật còn chưa có trả lời nàng đâu, nhịn không được mếu máo. Buổi tối khi nghỉ ngơi, Hoắc Thù từ tịnh phòng đi ra, đã bị lạnh đến mức nhanh chân trốn vào trong ổ chăn, chờ Nhiếp Ngật trở về làm ấm giường cho nàng. Chỉ cần Nhiếp Ngật ở nhà, nàng liền không thích dùng bình nước nóng, chỉ thích bỏ trên người Nhiếp Ngật, cái gì cũng đều ấm áp. Trong chốc lát sau, nhiếp ngật đã trở lại, hơn nữa trong ngực còn ôm nhi tử béo. Nhi tử béo được đặt trên giường, liền bò vào trong ổ chăn của nương, mặt cười ha hả, nương, ngủ tỏ vẻ đêm nay muốn ngủ cùng cha mẹ. Hoắc thù liếc mắt nhìn nam nhân trước giường đang thong thả ung dung cởi áo ngoài, nhìn nhìn nhi tử vẻ mặt cười như cảnh xuân tươi đẹp, sao không biết người này mang nhi tử tới đây làm gì, trong lòng có chút bực mình. Vì thế nàng nghiêng người, không muốn để ý đôi phụ tử kia nữa. A à, cửu chơi một lát, bốn chân bành trướng ngủ mất rồi. Nhiếp Ngật thấy thế, đem bé ôm vào tận cùng bên trong, sau khi đắp chân đàng hoàng cho bé, liền ôm Hoắc Thù đang đưa lưng về phía hắn vào trong ngực, thân thân trên thủy tai nàng một chút, mỉm cười hỏi, còn đang giận tà à? Hoắc Thù xoay người nhìn hắn, bởi vì có hài tử ở đây, nên trong phòng đặt một cây đèn cung đình, ánh sáng mông lung, có thể thấy rõ ràng khuôn mặt tuấn mỹ của hắn, tóc dài rồi tung, bộ dáng ôn hòa, tốt đẹp đến mức làm nàng mềm lòng nàng nhịn không được hôn hắn một cái bò vào trong lòng ngược hắn nói nhỏ chàng không muốn hài tử thì thôi đi mang a cửu đến đây làm gì giống như sợ ta làm gì chàng không bằng nói xong nàng lại nói chàng không cho ta sinh chẳng lẽ lại cho người khác sinh nhiếp ngật nghe nàng nói đầy mùi giấm thế trong lòng vui mừng mỉm cười nói có phải ai đã nói bậy cái gì bên tai nàng không ta biết nàng thích hài tử chờ a cửu lớn thêm một chút rồi lại sinh đến lúc đó lại sinh nữ nhi cho tròn một đôi hắn nói hôn môi nàng mang theo xâm chiếm cực nóng hoắc thù ôm hắn cùng hắn trao đổi hơi thở cho đến khi thở hồng hộc mới nói bọn họ nói bọn họ ta không muốn nghe sẽ trực tiếp qua người ra ngoài không có ai dám nói bậy bên tai ta cái gì đâu chàng không cần nghĩ nhiều đỡ cho hắn lại âm thầm làm chút gì đó vậy nàng chính là tội nhân nàng cũng chỉ là thích hài tử thôi nhìn thấy tam biểu ca cùng an dương quận chúa đã có liền hai đứa nhỏ một nam một nữ song toàn trong lòng hâm mộ cảm thấy một mình a à cửu quá cô đơn Muốn lại thêm một hài tử nữa. Nhiếp Ngật nghe được lời nàng nói, trong lòng hiểu rõ, xoay người đè nàng dưới thân. "Uy, A Cửu còn ở đây?" Hoắc Thù vội ngăn cản hắn. Nhiếp Ngật ngừng động tác, hắn đứng dậy ôm nhi tử cùng cái chăn đi ra ngoài, trong chốc lát sau khi trở về, buông màn trên giường xuống, lại lần nữa áp lên. Hôm sau, Hoắc Thù ghé vào trên người Nhiếp Ngật ngủ ngon lành, bên ngoài vang lên một trận tiếng bước chân hỗn độn. "Tiểu chủ tử, thế tử cùng phu nhân còn đang nghỉ ngơi, người cùng ngải thảo đi chơi trước được chứ?" ổ ma ma nhỏ giọng dỗ Tiếp theo người đã bị ôm đi ra ngoài. Nhiếp ngật đã sớm tỉnh lại, chỉ là nhìn đến người trong lòng ngực đang ngủ ngon lành, không có đứng dậy. Hắn nghiêng tai lắng nghe, nghe được tiếng A Cửu dò hỏi cha mẹ ở bên cạnh, nghe ra như muốn khóc. Hoắc thù rụt rụt đầu, hiển nhiên cũng nghe được động tĩnh, nàng hàm hồ vỗ vỗ hắn, chàng đi dỗ con đi, ta tiếp tục ngủ một lát. Tối hôm qua người này nháo nàng vài lần, nàng hiện tại còn mệt, hơn nữa thời tiết lạnh, ổ chăn ấm áp như vậy, căn bản liền không muốn dậy nhiếp ngật cười đáp nhẹ một tiếng ôn nhu hôn trên chán nàng nhẹ nhàng dịch thân thể của nàng xuống giường vén kín chăn cho nàng rồi mới đứng dậy xuống giường hắn tay chân nhẹ nhàng mặc y phục cho mình trực tiếp đi tịnh phòng rửa mặt miễn làm phiền đến người nghỉ ngơi trên giường ở tây gian a cửu đang bĩu môi nháo muốn cha mẹ ngay cả bánh ngọt bé thích ăn cũng không có cách dỗ được bé xoắn mông nhỏ liền muốn chạy vào nội thất được ngải thảo vội không ngừng ôm ấp dỗ dành đáng tiếc tiểu a cửu rất giống nương bé khi còn nhỏ chuyện đã nhận định ai cũng dỗ không được. Tiểu A Cửu thừa dịp nha hoàn bà tử không chú ý, giơ chân liền chạy, mới vừa chạy đến cửa, liền đụng vào một đôi chân dài, thiếu chút nữa té ngã, bị người bắt lấy y phục trên người, sau đó kẹp nách bé, bế bé, bé lên. A Cửu thấy rõ ràng người ôm bé, vui vẻ vang dội kêu một tiếng, "Ca." Ja. Nhiếp Ngật ôm hắn ngồi trên giường đất, nói, "A Cửu ngoan ngoãn, đừng nghịch, nương con còn đang nghỉ ngơi." A Cửu nghe hiểu hai chữ nghỉ ngơi, dùng tay béo che lại miệng mình, mắt to linh hoạt nhìn cha, một bộ dạng bé rất ngoan không nghịch làm người nhịn không được vừa buồn cười vừa tức càng có rất nhiều yêu thương nhiếp ngật kêu nha hoàn bưng nước tới cho a cửu uống nước trong phòng đốt địa long tuy ấm áp nhưng cũng dễ khô người tiểu hai tử cần kịp thời bổ sung nước bằng không sẽ không tốt cho cơ thể cho bé uống nước xong nhiếp ngật lại gọi người dọn bữa hắn cùng nhi tử ăn sáng hôm nay nhiếp ngật nghỉ tắm gội thời tiết lạnh hắn cũng không muốn ra cửa liền ở trong phòng chơi cùng nhi tử thuận tiện cho người đem một ít sổ sách trong phủ lại chút xíu đã xử lý xong. Ổ ma ma dối dám nhìn hắn, nam chủ ngoại nữ chủ nội, đây rõ ràng là việc thế tử phu nhân nên làm, chỉ là mỗi lần thế tử nghỉ tắm gội, nếu không có việc gì, liền trực tiếp làm giúp thế tử phu nhân, dẫn tới thế tử phu nhân hiện giờ càng ngày càng lười, nhìn hắn giúp mình làm, còn rất vui vẻ đi dỗ nhi tử, thật đúng là. Mấy năm nay ổ ma ma nhìn cách thức ở chung đôi vợ chồng này, hiện tại vẫn cảm thấy chưa thể thích ứng được. Chủ yếu do thế tử quá sủng phu nhân bọn họ, tuy nói là lão nhân bên cạnh thế tử phu nhân, các nàng vui khi nhìn thấy thế tử sủng tiểu thư nhà bọn họ chỉ là cái gì cũng có điểm mấu chốt a à. thấy thời gian không còn sớm lắm nhiếp ngật ôm nhi tử béo vào nội thất chuẩn bị đánh thức hoắc thù dậy nương chơi a à cửu như thái sơn áp đỉnh áp xuống trên người hoắc thù nháo nàng tỉnh hoắc thù rúc vào trong ổ chăn trốn đi trốn không thoát nhi tử béo quấy nhiễu đành phải bẹp miệng mở to mắt đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt nhi tử béo đang cười ha hả sau đó là nam nhân ngồi ở mép giường nhìn nhi tử béo mỉm cười Tiếp theo liền nhị không được nhào qua cắn hắn một cái, Nhiếp Ngật xoa xoa eo cho nàng, Ôn Thanh nói, "Tố Tố nên dậy rồi, bụng nàng không đói bụng sao?" Vừa nghe hắn nói vậy, Hoắc Thù liền cảm thấy đói bụng không chịu được, nếu không phải tối hôm qua hắn nháo nàng nhiều như vậy, lượng vận động quá lớn, nàng cũng sẽ không đói thành như vậy, cũng tại hắn. Nhiếp Ngật tính tình tốt đáp lời, cho Nhi Tử chơi bên trong giường, hắn lấy y phục qua cho nàng mặc vào. Hoắc Thù ngáp một cái, lúc xuống giường vẫn cảm thấy hai chân mềm như bông, nhịn không được sờ sờ bụng. Không biết tối hôm qua nháo thành như vậy có thể hoài thai hay không đây? Nghĩ liếc liếc nam nhân bên cạnh một cái, lại cảm thấy nhất định không thể hoài thai được. Nếu hiện tại hắn không vội cho nàng sinh hài tử như vậy, nàng sẽ tuyệt đối không thể hoài thai. Lực không chế của nam nhân này bắt đầu từ thở thiếu niên, mãi cho đến hiện tại đều thập phần tinh chuẩn, giống như không có chuyện gì có thể thoát khỏi tính toán của hắn. Sau đó hoác thù ngẫm lại, phát hiện lúc trước nàng tự cho là khi mới gặp hắn ở ngoại thành Vân Châu Thành là buổi sơ ngộ tốt đẹp nhất kỳ thật là đã trúng kế của hắn rồi. Nghĩ cái gì vậy? Nhiếp Ngật một tay khiêng Nhi Tử béo, một tay kéo nàng ngồi vào ghế, hạ nhân mang thức ăn lên. Hoắc Thù đen mặt ngó trái ngó phải hắn, dùng âm thanh oán giận nói: "Ta nghĩ lúc trước lần đầu tiên gặp chàng trên đường đi tới Vân Châu thành, khi đó ta còn cảm thấy thật là buổi sơ ngộ tốt đẹp." Nhiếp Ngật đặt một chén cháo tổ yến tới trước mặt nàng, lại cười nói: "Ai nói không phải, xác thật là buổi sơ ngộ rất tốt đẹp." Hoắc Thù liếc nhìn hắn một cái, lại nhìn bộ dạng nhi tử có vài phần tương tự hắn đang giúp trong ngực hắn hiện tại nàng tin hắn nói mới là lạ đảo mắt đã đến ngày hoác diệu xuất giá ngày ấy ngũ phu nhân làm mẫu thân rốt cuộc cũng được phép ra ngoài đưa khuê nữ xuất giá tuy là nàng được ra ngoài nhưng bởi vì hoác lão thái gia còn sống tĩnh an hầu phủ hiện tại còn chưa phân ra hôn sự của hoác diệu vẫn do đương ra là tĩnh an hầu phu nhân chủ trì ngũ phu nhân không cần làm việc gì chỉ cần ngồi ở diệu cầm viện nói chuyện cùng nữ nhi Ngũ phu nhân đối với việc không thể chủ trì hôn sự cho khuê nữ thập phần buồn bực, bất quá nghĩ đến nếu nàng có thể chủ trì hôn sự cho khuê nữ, vậy nhất định phải do Tĩnh An hầu phủ đã phân ra, nàng trở thành đương gia phu nhân. Đến lúc đó cho dù trưởng phu lại muốn cấm túc nàng cũng không có khả năng, rốt cuộc nhà nào cũng mà không cần có nữ chủ nhân chủ trì. Chỉ. chỉ là nếu Tĩnh An hầu phủ phân ra, một đôi nhi nữ của nàng liền không còn là thiếu gia tiểu thư hầu phủ, mà sẽ trở thành chi phụ, không có tầng thân phận hầu phủ này, hôn sự của hai đứa nhỏ khó tránh khỏi sẽ có chút không tốt, đành phải nhịn xuống. Ít nhất, phải đợi sau khi nhi tử thành thân mới phân ra. Mấy năm nay, nàng vẫn luôn bị trưởng phu cấm túc trong ngũ phòng, không thể ra ngoài, lúc đầu còn không phục lắm, cảm thấy những việc nàng làm đều là vì hai đứa nhỏ, nàng cũng không có làm gì sai. Như nào ngờ lần này trưởng phu hạ quyết tâm, mặc kệ nàng khóc nháo, thậm chí lấy tình cảm lay động hắn, hắn cũng không chịu giải trừ cấm túc, ngay cả bà bà ra mặt khuyên can cũng không có biện pháp. Sau đó bà bà không còn, càng không có ai chịu cầu tình cho nàng nhà mẹ đẻ bên kia cũng không quá quan tâm ngũ phu nhân biết đại thế đã mất đành phải an phận một năm rồi lại một năm qua đi ngũ phu nhân hết hy vọng an phận sống trong viện mỗi ngày quan tâm hai đứa nhỏ đến thỉnh an nàng lần này khuê nữ thành thân nàng thật vất vả mới có thể ra cửa nhưng nhìn thấy bên này ngũ phòng quạnh quẽ đâu còn khí thế rầm rộ như năm xưa khi lão phu nhân còn sống trong lòng không khỏi có chút bi thương thu tỷ nhi không lại đây ngũ phu nhân nhịn không được hỏi Hoắc Diệu mặc một bộ hỉ phục đỏ rực, đoan trang ngồi ở chỗ đó. Lúc này trong phòng ngoại trừ hai mẹ con không có những người khác. Hôm qua thất tỷ đã đến đây thêm trang cho con. Nàng nói hôm nay có việc sẽ không đến nữa. Hoắc Diệu nhàn nhạt, nhạt nói. Ngũ phu nhân nghe được lời này cười nhạo một tiếng nói không tới cũng tốt đỡ cho nàng lại lăn lộn ra cái gì. Hoắc Diệu nghe được lời này trong lòng có chút vô lực nói nương người không cần như vậy chỉ cần không ai trêu chọc nàng. Nàng lười phản ứng đến chúng ta thực sự sẽ không làm gì con hết, nàng khinh thường như thế. Thật ra thì hôn sự này vẫn là dựa vào phúc của nàng, nếu không viên gia cũng không có khả năng chọn con làm dâu. Nói bậy, diệu nhi của ta tốt như vậy, viên đại phu nhân là người thật tinh mắt, sẽ tự nhìn chúng con. Ngũ phu nhân phản bác nói, về sau nghĩ đến cái gì, có chút thương tâm nói, nếu là tổ mẫu còn sống, đừng nói viên gia, cho dù là hoàng tử thế tử quận vương phủ, con cũng gả đến được. Nghe được lời này, sắc mặt hoác diệu khẽ biến, nhếch miệng, nếu không phát hiện ra chuyện bát tỷ nàng cũng cảm thấy gả đến hoàng gia hoặc tông thất chắc sẽ rất tốt đối với nữ tử mà nói không có hôn sự nào tốt hơn thế chỉ là nhìn thấy thái độ cùng hành động của vĩnh quận vương phủ lúc trước khi hoắc nghiên gặp chuyện kia còn có khi phản loạn xảy ra ở tướng quốc tự mấy hoàng tử đều gặp tai ương làm nàng thấy rõ ràng rất nhiều chuyện cũng biết mặc kệ hoàng thất hay tông thất cũng không phải nơi tốt để gả đến như người uống nước ấm lạnh tự biết trước kia nàng hâm mộ đại tỷ là người gả đến nơi tốt nhất trong số các tỷ muội nhưng hiện tại xem ra cũng chưa chắc bằng không cho dù chết cũng sẽ không nỡ buông tay càng sẽ không vì một chút lợi ích riêng tư không chút nương tay đi tính kế muội muội ruột hại muội muội ruột thành như vậy so sánh mới thấy hôn sự với viên gia cũng xem như cực tốt ít nhất gia phong viên gia không tệ cho dù viên đại phu nhân có một ít tâm tư của mình nhưng viên ngũ lang cũng không phải trưởng tử do viên đại phu nhân sinh ra chờ về sau phân gia thì hết thảy đều tốt nương về sau chờ nói như thế nữa con không thích nghe hoắc diệu trầm giọng nói Ngũ phu nhân rốt cuộc cũng yêu thương nữ nhi, thấy mặt nàng trầm xuống, không nói thêm nữa, chỉ là nghe bên ngoài từng đợt náo nhiệt, trong lòng vẫn có chút thương tâm mất mát, cảm thấy sau khi lão phu nhân không còn, ngũ phòng bọn họ càng thêm bị người xem nhẹ, ngay cả hôn sự của Khuê nữ việc cũng cần phải dựa vào phúc khí của kế nữ chán ghét kia mới có thể thành, sao nàng không ngạnh khuất cho được? Chỉ là dù tâm có nghẹn, ngũ phu nhân cũng không cách nào làm được cái gì. Khi giờ lành đã đến, Hoác rượu được đệ đệ cõng trên lưng lên kiệu hoa, ngay hoắc rượu lại mặt khi cùng phu quân kính trà các trưởng bối trong nhà đột nhiên một tiểu mập mạp mặc y phục giống bánh trưng từ bên ngoài chạy vào viên trì đang sửng sốt đã thấy người ở đây lộ ra nụ cười trên mặt sau đó nhạc phụ hoác ngũ lão ra vội vã đứng dậy ôm tiểu mập mạp kia vào lòng ngực hòa ái nói a cửu sao tới đây a cửu cười đến manh manh chơi nói đôi mắt đen lúng liếng tò mò nhìn đôi tân nhân đang kính trà cho các trưởng bối vì là tân hôn y phục trên người bọn họ màu sắc tươi đẹp vui mừng thực dễ hấp dẫn ánh mắt tiểu hài tử tĩnh an hầu đối với đứa nhỏ này cũng cực kỳ hòa ái vậy mà cũng không khiển trách gì ngược lại phân phó người đi chuẩn bị thức ăn cho bé thấy thế viên trì liền biết đứa nhỏ này là ai nhịn không được nhìn nhìn phát hiện bộ dáng đứa nhỏ này rất giống phụ thân ngọc tuyết đáng yêu rất được người thích tiếp theo quả nhiên thấy vệ quốc công thế tử dắt tay thế tử phu nhân đi vào mọi người sôi nổi đứng dậy thừa dịp khi chào hỏi bọn họ viên trì nhịn không được lại nhìn hoác thù một cái phát hiện dung mạo nàng càng mỹ lệ hơn năm đó khi gặp ở minh giác tự trên người có thêm một loại ý vị phụ nhân thời gian trên người nàng giống như một bầu rượu lắng đọng lại được ủ lâu năm càng ủ càng thơm sẽ không phai màu hắn chỉ nhìn một cái liền thu hồi ánh mắt nhiếp ngật nhạy bén cảm giác được ánh mắt hắn khác thường thân sắc hơi hơi lạnh lùng cho đến khi hắn thu hồi ánh mắt mới từ bỏ hoắc rượu ở thời điểm khi hoắc thù xuất hiện thời khắc đều chú ý trượng phu mới cưới thấy trong mắt hắn tuy có hoài niệm nhưng lại không có quyến luyến thực nhanh đã rời ánh mắt đi âm thầm nhẹ nhàng thở ra rốt cuộc thả lỏng, biết lần này mình đã lựa chọn đúng. Làm lễ gặp mặt lẫn nhau xong, chờ tân nhân kính xong trà, nam nữ tách ra nói chuyện. Hoắc Diệu ngồi nói chuyện cùng Tĩnh An hầu phu nhân một lát, liền đứng dậy đi ngũ phòng, chuẩn bị đi gặp mẫu thân. Hoắc Thù ôm A Cửu ngồi nói chuyện cùng Tĩnh An hầu phu nhân, đám người nhị phu nhân, tam phu nhân cũng ngồi ở chỗ kia, bất quá đều chỉ là làm nền thôi, không nói được lời nào. Các nàng cùng Hoắc Thù không thân, năm đó khi Hoắc Thù hồi kinh, bởi vì Hoắc lão phu nhân không thích cháu gái này, các nàng sợ chọc tới lão phu nhân tự nhiên cũng sẽ không dính dáng tới đến nỗi quan hệ với hoắc thù thập phần xa lạ hiện tại cho dù hối hận xanh ruột cũng không biết thân cận với nàng như thế nào thực nhanh liền ăn tết rồi không biết bát muội ở giang nam sống có được không hoắc thù vừa chú ý không cho nhi tử ăn quá nhiều đường vừa tùy ý trò chuyện cùng tĩnh an hầu phu nhân mấy ngày hôm trước gì nàng gửi thư đến nói nghiên nhi ở bên kia sống cũng không tồi mùa đông giang nam không lạnh như phương bắc ngày thường cũng không có ai quấy rầy nàng ở đàng kia sống cũng không tệ lắm vậy là tốt rồi chờ về sau có rảnh nói không chừng con cũng sẽ đến giang nam chơi không chừng sẽ tiện đường đi qua thăm bát muội tĩnh an hầu phu nhân nghe được lời này ánh mắt hơi tối không khỏi nhớ tới mấy ngày hôm trước nhận được thư nữ nhi nói nàng muốn ở giang nam thêm một thời gian cũng không vội vã trở về vốn đã tính xong ở giang nam khoảng nửa năm rồi lấy thân phận quả phụ trở về nào ngờ chỉ sợ chưa đến ba bốn năm thì nàng cũng không muốn trở về Nàng biết khúc mắc trong lòng tiểu nữ nhi, Giang Nam cách xa kinh thành, không trở về kinh thì không cần đối mặt với những chuyện thống khổ đó, có thể thử chậm rãi phai nhạt, chỉ là để một mình nữ nhi cô linh ở đàng kia, cho dù có gì chiếu cố, nàng vẫn đau lòng vô cùng. Hoắc Thù cùng Nhiếp Ngật ở Tĩnh An hầu phủ ngồi một lát, chưa tới buổi trưa liền rời đi. Xe ngựa trực tiếp đi vòng đến Uy Viễn tướng quân phủ. Khi đi vào tướng quân phủ, vừa lúc là giờ ăn cơm trưa, ngu lão phu nhân nhìn thấy bọn họ, lắp bắp kinh hãi, vội gọi người đi thêm chén đũa. Vừa oán trách nói, các con muốn lại đây cũng không nói trước một tiếng, dùng bữa trưa, có đói bụng không? Đói? A Cửu vang dội nói một tiếng. Hoắc thù tát vào mông bé một cái vang dội, con vừa mới ăn nhiều đồ như vậy, có trái cây cùng điểm tâm, sao còn đói nữa? Đừng nói bậy." Sau đó nàng quay đầu nhìn ngu lão phu nhân cười nói, "Bà ngoại, chúng con riêng lại đây ăn cơm, thuận tiện đến thăm hai đứa nhỏ." Ngu lão phu nhân vội ôm hài tử lại đây, trừng mắt liếc nàng một cái nói, "Tiểu hài tử đang là thời điểm lớn." tự nhiên đói rất mau. Hoắc Thù thò mặt lại gần, bà ngoại, thân thể con cũng đang lớn, con đói vô cùng, nhanh ăn cơm thôi nói, đã kéo nhiếp ngật ngồi xuống, lầm nhầm lầm nhầm nói, bà ngoại cũng không thương con, chỉ thương A Cửu. Ngu lão phu nhân bị nàng làm cho giờ khóc giờ cười, đều đã bao lớn rồi mà còn giống hài tử vậy, nếu con nhỏ như A Cửu, ta cũng thương con. Hoắc Thù liếc nhìn nhi tử béo trốn trong ngực bà ngoại cười ngây ngô, cảm thấy vẫn là thôi đi. Ăn xong cơm trưa, A Cửu liền bắt đầu ngủ gà ngủ gật. Ngô lão phu nhân cho A Cửu ngủ ở trong phòng bà, Hoắc Thù cùng Nhiếp Ngật đi tương trúc viện xem cặp song sinh. Ngô Tòng Tín hôm nay đi ngũ quân doanh, cũng không có ở trong phủ, Nhiếp Ngật cũng không ngồi lâu, xem xong hài tử liền đi ra bên ngoài phòng khách ngồi uống trà, Hoắc Thù vào nhà nói chuyện cùng An Dương quận chúa. An Dương quận chúa sớm đã ở cữ xong, nhưng bởi vì hiện tại vẫn còn cho bú, cho nên người có chút béo. Hoắc Thù nhìn thấy nàng, liền nói, ngươi nhất định lại lười, cho nên mới béo thành như vậy an dương quận chúa vốn đang lười biếng ngồi nghe được lời này vội ngồi thẳng người giận dữ nói ta hiện tại còn đang cho bú đấy ma ma nói ta như vậy là bình thường trở lại qua thêm mấy tháng ta mới có thể gầy xuống được ngươi cho rằng mỗi người đều giống ngươi sao không cần phải giảm dáng người liền đã khôi phục lại làm người hâm mộ vô cùng Hoắc thù vẻ mặt đương nhiên gật đầu cũng đúng ta có phúc khí như vậy sao mỗi người đều có thể giống ta được chứ không so được đâu an dương quận chúa nhịn không được lấy gối giữa phía sau đánh nàng thật là tức chết mà, nàng quyết định, nàng nhất định phải giảm béo. Buổi tối ngu tòng tín trở về, phát hiện An Dương quận chúa không lười biếng nằm bẹp trên giường đất ấm, mà là ở trong phòng đi tới đi lui, không khỏi có chút kỳ quái. Cho rằng nàng chỉ là muốn chạy tới lui, ngu tòng tín cũng không có hỏi nhiều. Nhưng qua mấy ngày kế tiếp, An Dương quận chúa cũng không quay về bộ dáng lười nhác, mỗi ngày đều chống đỡ tinh thần đi tới đi lui trong phòng. Sau đó sẽ dùng thước đo vòng eo linh tinh, ngu tòng tín rốt cuộc đã hiểu, không khỏi buồn cười bất quá người vận động nhiều cũng có chỗ lợi ngu tòng tín làm như không phát hiện để tự nàng lăn lộn cứ lăn lộn như vậy đến khi ăn tết an dương quận chúa ôm gương tự soi phát hiện mặt tròn của mình rốt cuộc đã gầy đi rất nhiều tức khắc cao hứng buổi tối nàng bổ nhào vào trong lòng ngực ngu tòng tín cười tủm tỉm hỏi ta có phải đẹp trở lại rồi không khá xinh đẹp ngu tòng tín trong lòng ngạnh cười trên mặt nghiêm trang thân thân mặt nàng an dương quận chúa vô cùng cao hứng đem chuyện một tháng nỗ lực giảm béo của mình nói với hắn vẻ mặt lười nhác nằm ở trên giường, nói, giảm béo thật đúng là khiến người mệt mỏi, bất quá ta sẽ không phải lại nghe tố tố nói nàng có phúc khí linh tinh, nghe xong thật muốn đánh nàng. Tay ngu tòng tín vịn ở bên hông nàng, có thể cảm giác được vòng eo này biến hóa, ánh mắt hơi tối, cúi đầu hôn mặt nàng, nói, nàng đánh không lại muội ấy đâu, nhà của chúng ta mấy huynh đệ đều đánh không lại muội ấy, cứ mặc muội ấy nói đi. An Dương quận chúa ngẫm lại cũng đúng, nghĩ đến mấy huynh đệ chân chất của ngu ra đối diện với vẻ mặt ta có phúc khí của hoắc thù, muốn đánh nàng lại đánh không được, tình cảnh kia khá buồn cười. An Dương quận chúa tự thấy đã gầy đẹp rồi, lại khôi phục ăn ngủ như trước, ngủ, trông nom hài tử lười nhác sống quá ngày. Chỉ là những ngày lười nhác không qua được mấy ngày, đã bị người bên gối của nàng lăn lộn đến không còn, nếu mỗi ngày nàng dám tiếp tục lười như vậy, hắn liền dùng sức lăn lộn nàng trên giường, làm hại nàng hiện tại nhìn thấy giường đều có loại cảm giác rợn tóc gáy. Thôi, vẫn là chơi cùng hài tử tốt hơn. Qua tháng riêng không lâu, hoàng đế đã sắc phong tiểu hoàng tử vừa tròn 3 tuổi làm thái tử, chuyển đến Đông Cung. Sau khi thái tử được sắc phong, mặc kệ là triều đình hay là hậu cung cũng tựa hồ như đã an ổn trở lại. Ánh mắt mọi người đều chuyển rời đến trên người tiểu thái tử, tiểu thái tử 3 tuổi cũng bắt đầu đi thượng thư phòng đọc sách. Nương, đọc sách vẻ mặt A Cửu cao hứng nói. Đó là thái tử đi thượng thư phòng đọc sách, con muốn đọc sách còn phải đợi thêm một năm nữa nha. Hoắc thù duỗi tay chỉ chỉ mũi nhỏ của nhi tử, cười nói, đến lúc đó con không muốn đi cũng phải đi, cho con đến tộc học cùng đọc sách với các hài tử khác trong tộc, con phải học cho tốt, tranh thủ làm người văn thư đầy bụng như cha con, ngàn vạn lần đừng giống ta vừa bất hảo lại không thích đọc sách, biết không? A Cửu mở to đôi mắt sạch sẽ ngây thơ nhìn nàng trong chốc lát, quay người đi lấy cuốn Tam tự kinh đặt bên cạnh lại đây, kêu Hoắc Thù đọc cho bé nghe. Hoắc Thù thấy nhi tử béo biết điều như vậy, rất vui vẻ, vui mừng đọc sách cho hắn. Tiểu hài tử đều thích chơi cùng hài tử lớn hơn mình, A Cửu cũng không ngoại lệ tiểu thái tử bởi vì là trung cung hoàng tử thân phận đặc thù không có hài tử cùng tuổi nào có thể chơi với hắn dù là bát hoàng tử tuổi gần bằng nhưng cũng bởi vì phân vị mẹ đẻ bát hoàng tử quá thấp sau khi bát hoàng tử hiểu chuyện cũng không dám dễ dàng đi thân cạn cùng vị hoàng đệ tôn quý này cho nên bạn cùng chơi của tiểu thái tử có rất ít a cửu chính là một bạn nhỏ hắn có thể chơi cùng lại còn có thập phần thân cận chơi cùng như một đệ đệ hơn nữa giang hoàng hậu cùng hoắc thù quan hệ tốt cũng rất mừng khi thấy hai đứa nhỏ chơi bên nhau tự nhiên sẽ không ngăn cản. Thường xuyên qua lại như thế, quan hệ của hai đứa nhỏ rất tốt. Khi thời tiết chuyển nóng, Hoắc Thù lại được hoàng hậu triệu tiến cung, thuận tiện mang theo nhi tử béo nhà nàng cùng tiến cung. Vừa đến Phượng Tường cung không lâu, tiểu thái tử đi vào trong vòng vây của một đám cung nhân. Trên người tiểu thái tử mặc mãng phục thái tử sắc vàng, bước hai chân ngắn chạy nhanh như bay, mang theo khuôn mặt đầy mồ hôi tiến vào, từ xa đã kêu, "Mẫu hậu, nóng quá, có nước ô oh mai không?" Thái tử mới vừa tròn 3 tuổi, nói chuyện tuy đã nhanh nhẹn, nhưng khi nói gấp vẫn là mang theo chút hàm hồ. Giang hoàng hậu ngồi ngay ngắn tại thượng vị, mắt cũng không chớp, nói: "Chuẩn bị rồi, đừng có gấp như vậy." Tiểu thái tử đi vào, nhìn thấy Hoắc Thù cùng A Cửu, hai mắt sáng ngời, liền bổ nhào vào ngực Hoắc Thù, cao hứng nói, biểu tẩu, hôm nay tẩu tiến cung thăm ta sao? Có mang thức ăn ngon không?" Nói, lại duỗi tay kéo A Cửu thân thiết, cười tủm tỉm nói: "Đệ đệ, đợi chút nữa ca dẫn ngươi đi chơi." Giang hoàng hậu rốt cuộc cũng nâng mí mắt lên, nói: "Đã nói bao nhiêu lần rồi?" đây không phải đệ đệ, là cháu con, con cũng không thể tự xưng ca với hắn được. Vẻ mặt tiểu thái tử như đang nói nương nói gì vậy, con nghe không hiểu, quay đầu nhìn hoác thủ. Cung nhân chung quanh nhịn không được nhấp miệng cười trộm. Hoác thủ cười nói, không có thức ăn ngon, tay nghề ngự chủ trong cung còn tốt hơn so với bên ngoài nhiều. Điện hạ muốn ăn cái gì cứ nói với tẩu, lần sau tẩu tìm vài phương pháp nấu ăn để ngự chủ làm cho người ăn là được rồi. Nói xong liền lấy tượng ngựa đạp mây bằng lưu ly sáng rỡ lần trước tìm được ở chân lung phường ra ngoài. Tiểu hài tử đều thích các vật sáng lấp lánh, tượng ngựa đạp mây này được điêu khắc từ ngọc lưu ly, li, dưới ánh sáng tạo ra màu sắc sặc sỡ, nháy mắt liền hấp dẫn ánh mắt tiểu thái tử. Tiểu thái tử ôm tượng ngựa, thấy mắt A Cửu trông mong nhìn qua, hỏi: "Đệ đệ thích sao?" A Cửu ngoan ngoãn gật đầu, cắn tay nhỏ nói: "A Cửu có đèn lưu ly li của mẫu thân. Mẫu thân đã đưa bé một cái đèn lưu ly, li, cho nên tượng ngựa đạp mây này là của thái tử ca ca. Không có việc gì, cùng ca ca chơi." Tiểu thái tử nói, kéo A Cửu đến bên cạnh chơi hoắc thù nói chuyện cùng giang hoàng hậu cười nói sau khi nghe nói thái tử điện hạ đến thượng thư phòng đọc sách a cửu rất hâm mộ mỗi ngày đều bắt con phải đọc sách cho hắn nghe tiểu hài tử cứ thích chơi với hài tử lớn hơn mình cái gì cũng muốn bắt trước nếu những người khác nói lời này giang hoàng hậu sẽ cho rằng đối phương đang ám chỉ muốn đưa hài tử lại đây làm thư đồng cho thái tử nhưng giang hoàng hậu biết hoắc thù căn bản không có ý tưởng này hài tử muốn thế nào thì cứ như thế đó đối với việc dạy dỗ hài tử để hắn cao hứng là chính việc này có chút tương đồng lại có chút bất đồng cùng giang hoàng hậu rốt cuộc mặc kệ giang hoàng hậu sủng ái nhi tử như thế nào nhưng nhi tử làm trung cung con vợ cả từ lúc hắn được sinh ra đã được chú định bất phàm không phải hắn muốn làm cái gì thì được làm cái đó ngày thường giang hoàng hậu tùy ý hắn hồ nháo nhưng ra khỏi phượng nghi cung hắn cần phải có uy nghi thái tử không được hồ nháo giang hoàng hậu nhìn thoáng qua hai đứa nhỏ lăn ra chơi với nhau bưng trà nhấp một ngụ nói một khi đã như vậy không bằng chờ a cửu lớn một chút thì để hắn tiến cung đọc sách cùng thái tử quả nhiên liền thấy hoắc thủ xua tay nương nương a cửu còn nhỏ mà hơn nữa con cảm thấy tính tình a cửu giống con về sau không thích đọc sách thì làm sao đây nghĩ đến chiến tích huy hoàng của mình trước kia hoắc thủ cũng có chút chột dạ giang hoàng hậu nghe xong bất giác buồn cười không thích đọc sách cũng không có gì a cửu có phụ thân như thế cẩn không sợ hắn không tiền đồ hoắc thủ ngẫm lại thấy cũng đúng thực vui sướng vứt bỏ việc này tiếp tục buôn chuyện trời nam đất bắc thượng vàng hạ cám cùng hoàng hậu bên kia tiểu thái tử cùng a cửu chơi một lát liền không ở yên hai đứa nhỏ tay nắm tay muốn đi ra ngoài chơi giang hoàng hậu gọi người đi theo liền cho bọn họ đi cũng không quản bọn họ tiểu thái tử kéo tay a cửu đến ngự hoa viên nói trộm cùng a cửu đệ đệ ca dẫn ngươi đi xem quác 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 a cửu mở to mắt vẻ mặt ngạc nhiên là dế là dế tiểu an tử nuôi tiểu thái tử chỉ vào tiểu thái giám bên cạnh khuôn mặt tiểu thái giám kia tròn vo khi cười rộ lên phá lệ vui mừng vội bước qua nói với hai tiểu chủ tử chuyện quắc quắc dẫn bọn hắn đi xem quắc quắc được nuôi trong ngự hoa viên kia có người vừa lúc đi đến nhìn thấy hai hài tử cùng nhau bước tới sau khi phát hiện một người là thái tử một người là cháu trai tức khắc giật mình nói các ngươi ở chỗ này làm gì hai đứa nhỏ cùng ngẩng đầu liền nhìn thấy thiếu nữ cách đó không xa mặc bộ cung trang lụa xa theo cỏ đan sen hoa hồng hoa ngọc lan đúng là đan dương quận chúa hứa điểm biểu tỷ tiểu cô cô hai tiểu hài tử kêu ngọt ngào hứa điểm đi tới thấy trong tay nô tài kia cầm một cái bình lưu ly bên trong chứa một con quác quác mi hơi nhăn lại hỏi các ngươi đang làm cái gì vừa nói vừa chừng mắt nhìn nô tài kia cảm thấy nhất định là nô tài này dạy hư hai đứa nhỏ thái tử mới bao lớn vậy mà lại dạy hắn chơi quác quác đây là thứ đồ mê muội mất cả ý chí sao có thể để thái tử một nước chơi được tiểu thái tử vô cùng cao hứng nói dẫn đệ đệ tới xem quác quác a cửu cũng cao hứng phụ họa cùng ca ca xem quác quác hứa điểm nghe xưng hô rối loạn lung tung như thế nhịn không được sụ mặt, nói, A Cửu, thái tử là trưởng bối, ngươi không thể kêu hắn là ca ca, cần phải gọi là biểu thúc. Thái tử, ngươi là trưởng bối, không thể tự xưng ca ca với A Cửu được. Tiểu thái tử trừng lớn đôi mắt, giống như nghe được lời gì không thể tưởng tượng nổi, sau đó quay đầu nhìn A Cửu, duỗi tay sờ sờ mặt béo của A Cửu. Quay đầu dùng ngữ khí nghi hoặc hỏi, biểu tỷ A Cửu giống như cô, còn giống cô hơn cả bát ca nữa, đây không phải là đệ đệ chứ là gì, chỉ có đệ đệ mới giống cô được hứa điểm bị nghẹn đến không được nhìn hai đứa nhỏ ghé mặt vào nhau sao thật rất giống nhưng cho dù giống cũng không thể rối loạn bối phận được cuối cùng mặc kệ hứa điểm muốn nói gì hai tiểu hài tử đều mang vẻ mặt ngươi nói gì con nít cái gì cũng đều nghe không hiểu làm hứa điểm nghẹn một bụng hờn rỗi cũng không biết sinh khí với ai rốt cuộc hai đứa nhỏ này còn nhỏ cho dù có nhận lầm cũng không thể bởi vậy mà sinh khí với bọn họ được hứa điểm chỉ có thể ôm một bụng hờn rỗi rời đi khi rời đi ngay cả vừa nãy mình dừng lại vì cái gì cũng quên sạch chờ đến lúc nàng đi xa rồi, sau khi bình tĩnh lại, mới phát hiện mình còn chưa mắng nô tài dạy hư thái tử cùng cháu trai nhỏ đâu. Lập tức khí thế rào dạt quay trở lại, quả nhiên lại thấy hai tiểu hài tử đang chơi quắc quắc. Lúc này hứa điểm quyết định không để hai đứa nhỏ làm cho hồ đồ, đi lên trực tiếp trách mắng, nô tài nhà ngươi, cũng dám mang loại đồ này cho thái tử điện hạ chơi, biết tội chưa. Tiểu an tử bị mắng đến choáng váng, vội quỳ xuống. Tiểu thái tử nhìn nàng, nãi thanh nãi khí nói, là phụ hoàng cho cô chơi hứa điểm a một tiếng đôi mắt đều trợn tròn biểu tỷ phụ hoàng cho tiểu an tử nuôi giúp cô tiểu thái tử đá một chân về tiểu an tử cho hắn đứng lên vừa nhìn hứa điểm nói phụ hoàng nói cô cố gắng đọc sách thì có thể nuôi nó hứa điểm không còn lời nào để nói trong lòng lại nghĩ sao cữu cữu lại biến thành như vậy cuối cùng hứa điểm bụng đầy tâm sự rời đi bất quá vẫn cảm thấy tiểu thái tử như có chỗ nào không đúng gặp được mẫu thân mới từ càn thanh cùng lại đây liền nói với nàng chuyện vừa rồi cuối cùng lo lắng sốt ruột nói, nương, A Cửu cùng thái tử như vậy có phải rối loạn bối phận hay không? Đại tổ sao lại không dạy hắn, làm hắn gọi bậy thái tử là ca ca. Hơn nữa hiện tại thái tử nhỏ như vậy đã mê muội mất cả ý chí. Ý ninh trưởng công chúa sau khi nghe xong, cũng có chút kinh ngạc, nhưng nàng cũng không nghĩ giống nữ nhi, nói, cứu cứu con đều có chủ trương, tiểu thái tử có hoàng hậu nhìn, nàng là người thông minh, con không cần lo lắng. Nói đến tôn tử, ý ninh trưởng công chúa vẫn rất thích, cảm thấy mặc kệ A Cửu làm gì, đều lộ ra vẻ khôn khéo khi cười rộ lên đáng yêu đến nỗi nhân tâm đều hóa mềm thấy nữ nhi vẫn mang vẻ mặt lo lắng ý ninh trưởng công chúa nhịn không được thở dài con a à, cũng đừng nghĩ nhiều như vậy vừa rồi ta và cữu cữu con đã bàn hôn sự cho con nghe đến đó hứa điểm mặt đỏ lên dỗi nói nương con mới không gả đâu ý ninh trưởng công chúa sao đem lời tiểu cô nương nói để ở trong lòng cười nói con không nghĩ gả nhưng ta không dám giữ lại đâu đỡ ngâm thành mốc đấy hai mẹ con nói liền thấy giang hoàng hậu cùng hoắc thủ lại đây tìm hai đứa nhỏ nhìn thấy hoắc thủ hứa điểm tựa như chuột nhìn thấy mèo nhịn không được trốn phía sau ý ninh trưởng công chúa như sợ nàng nhìn mình nhiều chuyện năm trước ở tướng quốc tự đã làm nàng sợ hãi sau khi trở về từ tướng quốc tự nàng Liên bị bệnh nửa tháng mới khỏe lại sau đó khi gặp lại hoắc thủ nàng cũng không dám lớn tiếng lên giọng giống như trước nữa hận không thể đi vòng để tránh nàng giang hoàng hậu cùng ý ninh trưởng công chúa hàn huyên đôi ba câu cười nói đảo mắt đan dương đã lớn như vậy rồi là đại cô nương rồi ý ninh muội đã nhìn chúng nhi lang nhà ai chưa ý ninh trưởng công chúa ở trước mặt giang hoàng hậu cũng không có gì cố kỵ cười nói còn đang chọn lúc nãy còn nói với hoàng huynh việc này hoàng huynh nói đến lúc đó chỉ cần nhìn chúng liền tứ hôn cho bọn chúng hoắc thù cũng nói theo vậy phải chúc mừng điểm muội muội hứa điểm lén lút liếc nhìn nàng một cái ấp úng nói cảm ơn lại không dám hé răng ý ninh trưởng công chúa thấy bộ dáng này của nàng trong lòng càng thêm bất đắc dĩ trước kia nàng cảm thấy nữ nhi ngốc tính tình lại bướng cùng con dâu không hợp hiện tại nữ nhi không ngang bướng nữa nhưng hình như lại sợ mất hồn thật là không bớt lo sau đó không lâu liền thấy hai hài tử chơi đến một thân đầy bùn trở về từng bé ôm mẫu thân của mình làm y phục trên người bọn họ đều dơ mất giang hoàng hậu lấy khăn lau mặt cho tiểu thái tử cười nói con làm gì mà dơ như vậy nếu để thái phó nhìn thấy lại bị dạy dỗ tiểu thái tử ngưỡng khuôn mặt trắng nõn nhìn mẫu hậu nói nhi tử chơi cùng đệ đệ thái phó nói huynh hữu đệ cung nhi tử không có làm sai bên kia hoắc thù cũng lau mặt cho nhi tử lắc lắc cái mũi nhỏ của bé cười nói a cửu lại biến thành con mèo nhỏ rồi con mèo nhỏ meo meo a cửu cười ha hả học tiếng mèo kêu nghe âm thanh non nớt như thế đoàn người đều nhị không được bật cười con mèo nhỏ meo meo con chó con gâu 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 vịt con cạc 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 gà trống nhỏ ha 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 cừu con mị, mị 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 nương vịt con a cửu ghé vào bên cửa sổ chỉ vào một đám vịt hoang bơi trên mặt sông, Ngạc Nhiên kêu. Hoắc Thù đang xoa một thanh bảo kiếm, thanh bảo kiếm này là do Nhiếp Ngật tìm được đưa nàng, nàng không yêu thích hoa phục trang sức, thích nhất là vũ khí, tuy rằng sở thích này có chút không giống người thường, nhưng Nhiếp Ngật lại cảm thấy không có gì, chỉ cần phát hiện vũ khí gì tốt, đều sẽ tìm đưa nàng, mỗi lần đều có thể làm nàng cao hứng thật lâu, so với việc hắn đưa trang sức còn muốn vui vẻ hơn. Nghe được Nhi Tử nói, Hoắc Thù dương mắt nhìn lại, liền thấy trên sông mặt trời chiều đã ngã về tây một đám vịt hoang kết bè kết đàn bơi qua hoàn toàn đi vào đám cỏ lau cách đó không xa thường thường kêu vài tiếng lảnh lót có một phen hương vị hoang dã a cửu hiếm lạ ghé vào bên cửa sổ xem đến thích thú thường thường kêu theo vài tiếng cạc cạc cho đến lúc thuyền chậm rãi xẹt qua đàn vịt hoàng mới nháo nhào biến mất trong đám cỏ lau a cửu mới nhìn còn chưa thỏa ý trượt xuống ghế bành bên cửa sổ bổ nhào vào ngực nương nãi thanh nãi khí nói nương a cửu muốn nuôi vịt con hiện tại không được hoắc thù để kiếm trong tay lên cao miễn cho làm bé bị thương vừa nói chúng ta hiện tại còn đang ở trên thuyền chờ sau khi về nhà mới có thể nuôi không được không được hiện tại phải nuôi vịt con a à, cửu giống như bánh quai trèo vắt trong ngực nương mình vừa rồi nhìn thấy có nhiều vịt hoang như vậy làm trong lòng bé rất thích thú nên hiện tại muốn nuôi ngay lập tức nhiếp ngật đi vào tới thấy hai mẹ con vắt vẻo bên nhau hỏi làm sao vậy a à, cửu nhìn thấy hắn hai mắt sáng ngời liền vứt bỏ nương chạy tới bổ nhào vào lòng ngực cha dùng chiêu thức vất vẻo như bánh quai trèo ra làm nũng, "Cha, A Cửu muốn nuôi vịt con." "Vịt con?" Cặc cặc cặc. Hoắc Thù thấy Nhi Tử béo đi bám cha bé, liền nhìn hắn cười, để hắn hắn nhìn rồi làm. "Không nuôi vịt con." Nhiếp Ngật nói, khi Nhi Tử ủy khuất bẹp miệng nói, "Cha dẫn con đi câu cá." A Cửu lập tức bị rời tầm mắt, vô cùng cao hứng bắt lấy bàn tay to của cha, cùng hắn đi lên bong tàu câu cá. Hoắc Thù dọn dẹp xong bảo kiếm, nhìn nha hoàn diêu hoàng hầu hạ bên cạnh nói đi phòng bếp chuẩn bị chút điểm tâm nhìn xem còn có trái cây gì không cũng làm chút nước trái cây mang lại đây diêu hoàng ứng một tiếng liền đi xuống phân phó hoắc thù dưới hầu hạ của nha hoàn thay đổi một bộ y phục cũng đi theo ra ngoài mấy năm nay hoắc thù đã gả các nha hoàn hồi môn của nàng ra ngoài một ít đại nha hoàn tuổi lớn của lăng vân viện cũng đã được giải quyết chuyện trung thân đại sự hiện tại nha hoàn hầu hạ đều là người được đề bạt lên Lần này đi Giang Nam chơi, Hoắc Thù chỉ dẫn theo mấy người dùng quen tay, không cần quá nhiều người, miễn cho bó tay bó chân. Đến trên bong tàu, liền thấy hai cha con ngồi ở chỗ đó câu cá. Nhiếp Ngật dáng ngồi thẳng tắp, hai mắt nhìn chằm chằm mặt sông, tính tình hắn xưa nay vững vàng. Kiên Nhẫn chưa bao giờ thiếu, việc câu cá cực kỳ khảo nghiệm lòng kiên nhẫn, đối với hắn mà nói không coi là cái gì. Trước kia Hoắc Thù cùng hắn đi câu cá, trước nay đều câu không bằng hắn. A Cửu tuổi còn nhỏ, tính tình chưa được ổn định. Bất quá bé thích bắt chước nhất cử nhất động của cha bé, lúc này thân thể nhỏ bé cũng cứng đờ, ngoan ngoãn ngồi ở chỗ kia câu cá. Đáng tiếc trong chốc lát sau, thân thể nhỏ liền mềm xuống, nghiêng đầu ngó trái ngó phải chung quanh, nhìn thấy hoắc thủ lại đây, cái miệng nhỏ hé ra, lộ một nụ cười tươi roi rói. Diêu Hoàng bưng nước trái cây phòng bếp đã làm lên, hoắc thủ tiếp nhận, hỏi, A Cửu muốn uống nước trái cây không? Muốn muốn A Cửu vui sướng nói, chỉ là A Cửu còn chưa câu được một con cá, không bằng A Cửu câu được một con cá, nương liền cho a cửu uống một ngụm nước trái cây được không hoắc thù đùa với hắn vừa vặn lúc này nhiếp ngật câu được một con cá a cửu oa kêu lên một tiếng chạy tới xem chậu nước đựng cá là một con cá chấm cỏ chắc tầm khoảng một cân a cửu ngồi sổn nơi đó nhìn vẻ mặt thích thú hoắc thù đưa nước trái cây cho nhiếp ngật ý bảo hắn uống nhìn a cửu nói a cửu cha hiện tại đã câu được một con cá cho nên nước trái cây này là của cha con a cửu chừng lớn đôi mắt nhìn cha mẹ cuối cùng ánh mắt dừng trên ly nước trái cây kia nhìn cha uống sạch nhịn không được chu miệng lên ngoan ngoãn ngồi trở lại câu cá nhiếp ngật nhìn thấy có chút buồn cười nhưng cũng không lên tiếng nói cái gì sau nửa canh giờ a cửu cũng không câu được một con cá nào đừng nói có bao nhiêu ủy khuất thiếu chút nữa đã khóc lên được rồi a cửu không khóc đợi chút nữa báo phòng bếp làm thịt nướng cho con chúng ta cùng nhau ăn thịt nướng được không hoắc thủ dỗ hắn a cửu nghẹn ngào nức nở một tiếng nghẹn miệng không khóc nữa Buổi tối một nhà ba người ngồi ăn cá nướng uống rượu gạo cùng nhau. Cá này nướng là dùng than nướng, bôi lên đó tương đặc chế, cuối cùng rắc lên hành thái, đừng nói có bao nhiêu thơm. Ngồi trên thuyền xuôi dòng sông, gió lạnh ban đêm thổi tới, uống một ít rượu lại có một phen tư vị khác lạ. Hoắc Thù không cẩn thận uống nhiều một chút, nhíp ngật cho bà vú cùng nha hoàn chăm sóc A Cửu, liền ôm người đã uống say về phòng ở khoang thuyền, cho người mang nước ấm tới, tự mình chiếu cố nàng tắm rửa. Bọn nha hoàn đã quen tác phong của thế tử nhà bọn họ, đối với loại chuyện này đã có thể nhìn như không thấy. Sau khi mang nước lên tới, bọn nha hoàn liền lui ra bên ngoài canh. Nhiếp Ngật đặt người vào trong nước xong, tự mình cởi y phục ngồi vào bồn tắm, cẩn thận rửa sạch thân thể cho nàng. Hoắc Thù nép vào trong lòng ngực hắn, duỗi tay sờ mặt hắn, hồ loạn hôn hắn, vừa hôn vừa nói, "Thế Cẩn, ta muốn đi Thanh Châu thăm bát muội, chúng ta đi qua nơi đó đi." "Nga, đúng rồi, chàng còn phải vòng đi Kinh Châu. Đến lúc đó một mình chàng đi Kinh Châu thôi, ta cùng nhi tử ở thanh châu vừa chơi vừa chờ chàng ha nhiếp ngật cười hôn nàng ôn thanh nói không muốn đi cùng ta à lần này hắn xuống giang nam có chuyện quan trọng trong người nhưng cũng không nguy hiểm giống như trước đây cho nên mới dẫn hai mẹ con bọn họ cùng đến giang nam tính chơi chút thời gian chờ đến mùa đông lại trở về hắn thành thân cùng hoắc thù đã nhiều năm trong lòng luôn có chút áy náy với nàng cảm thấy nhốt nàng bên trong kinh thành như vậy sợ lúc mình không chú ý sẽ làm mất đi bản tính của nàng có lẽ chờ sau khi hài tử lớn hơn một chút hắn có thể dẫn nàng đi thăm thú các nơi, không cần lúc nào cũng ở bên trong hoàng thành. Hoắc Thù nấc rượu một cái, tiếp tục nói, không đi, Giang Nam chơi vui. Sau đó nàng lại lầu bầu, nương không đồng ý chúng ta dẫn A Cửu đến Giang Nam chơi. Điềm muội muội cũng muốn xuất giá, đến lúc đó phải chạy trở về, bằng không nàng lại muốn khóc. Nhiếp Ngật nghe nàng lải nhải những việc vật đó, nhịn không được chậm rãi cười rộ lên. Cho đến lúc nước lạnh, hắn mới ôm nàng đứng dậy, dùng một tấm khăn vải lớn bọc lấy nàng ôm về trên giường, Tùy ý lau đi vệt nước trên người mình, rồi trở lại trên giường. Nhìn thấy người trên giường không an phận vươn cái đùi dài xinh đẹp ra bên ngoài, ánh mắt hắn hơi tối, duỗi tay qua đi, lau từ chân bụng nàng lên, thế cẩn. Ừm, ta ở chỗ này, nhiếp ngật hôn môi nàng, ôm nàng vào trong lòng ngực. Ngày hôm sau, Hoắc Thù say rượu tỉnh lại, chỉ cảm thấy cả người đều khó chịu, không chỉ có đau đầu, thân thể cũng mềm như bông, không dùng lực được. Đang khó chịu, Hoắc Thù liền nghe tiếng nhi tử béo gọi nương ở bên ngoài cũng không muốn để ý. Nàng đá một chân nam nhân bên cạnh, nói: "Nhi tử của chàng, chàng phụ trách thu phục hắn." Nhiếp Ngật phát ra tiếng cười nhẹ, hôn mặt nàng một cái, nói: "Nàng cứ tiếp tục ngủ, ta đi xem A Cửu." Hoắc Thù Ân một tiếng, vui đầu vào trong ổ chăn, liền không để ý tới. Không biết ngủ bao lâu, Nhiếp Ngật bưng một chén canh tỉnh thần lại đây, vớt nàng từ trong ổ chăn lên, đút nàng uống nửa chén canh, cảm giác say rượu mới tốt một chút, nhưng thân thể vẫn mềm như bông, đặc biệt là hai cái đùi, không dùng lực được có thể thấy được người này tối hôm qua có bao nhiêu hung ác. Hoắc Thù ngáp một cái, thấy đã là buổi trưa, liền chống thân bỏ lên. A Cửu từ bên ngoài nhảy vào, thấy mẫu thân không có tinh thần gì, vẻ mặt lo lắng hỏi, nương sinh bệnh. Hoắc Thù liếc cha hài tử một cái, nói, không bệnh. Vậy là mang muội muội, A Cửu hỏi. Không mang. Vậy đệ đệ cũng không có. A Cửu bẹp miệng, không phải sinh bệnh, lại không phải mang đệ đệ muội muội, vậy mẫu thân rốt cuộc là bị làm sao? Quá khó xử tiểu hài tử. Được rồi, con còn nhỏ, không cần nghĩ nhiều như vậy. Hoắc thù nhịn không được cười to, ôm bé vào trong ngực thân thân khuôn mặt nhỏ của bé. Biệt viện tiết ra thanh châu, khi Hoắc nghiên nhận được tin tức Hoắc thù, kích động đứng lên. Tiểu thư, làm sao vậy? Trên thư thất tiểu thư nói cái gì? Nha hoàn vân cẩm vẻ mặt tò mò nhìn bộ dáng chủ tử đang kích động. Hoắc nghiên nhịn không được cười nói là thất tỷ muốn tới thanh châu. Vân cẩm lắp bắp kinh hãi, thất tiểu thư chính là vệ quốc công thế tử phu nhân, trong nhà trên có già dưới có trẻ, nàng sao có thể đột nhiên muốn tới Thanh Châu, chẳng lẽ xảy ra chuyện gì? Không có việc gì, là nhiếp thế tử đưa nàng tới Giang Nam du ngoạn, A Cửu cũng tới mà. Hoắc Nghiên nhấp miệng, cao hứng nói, mấy năm không gặp Hoắc Thù, trong lòng cũng mong nhớ vô cùng, chỉ là Vân Cẩm thấy nụ cười trên mặt nàng trở nên ảm đạm, liền biết tiểu thư suy nghĩ cái gì, không khỏi có chút đau lòng. Hoắc Nghiên ngồi yên một lát, thực nhanh liền lấy lại tinh thần, nói: "Thất tỷ nếu tới Thanh Châu, nàng hẳn là sẽ qua thăm ta. Vân Cẩm, ngươi đi chuẩn bị, còn có đi tìm trong thành một ít đồ hài tử thích chơi vân cẩm thấy nàng khôi phục lại sinh khí hứng thú bừng bừng phân phó trên mặt nàng cũng lộ ra nụ cười nhất nhất nhớ kỹ thường thường góp ý hai ba câu nỗ lực làm ra vẻ vui mừng nàng biết tiểu thư cùng thất tiểu thư quan hệ tốt thất tiểu thư cũng biết chuyện tiểu thư đã gặp phải hơn nữa cũng không có ghét bỏ ngược lại trợ giúp rất nhiều những năm gần đây thất tiểu thư tặng cho tiểu thư không ít đồ tỉ muội ruột cũng không làm được hơn vậy trong lòng vân cẩm rất cảm kích thất tiểu thư cũng không trách được tiểu thư nhà mình nghe nói thất tiểu thư muốn tới Giang Nam lại cao hứng như thế. Vân Cẩm cực kỳ để bụng việc Hoắc Thù đến, được Hoắc Nghiên phân phó, quyết định tự mình dẫn người vào thành mua đồ. Bất quá vừa ra đến trước cửa, nàng nhìn thoáng qua Hoắc Nghiên đã trang điểm thuần tịnh, nhịn không được nói: "Tiểu thư, người đã lâu không có ra ngoài rồi, không bằng hôm nay thời tiết tốt, đi ra ngoài một chút, người cũng dòng ngó qua cần mua đồ nào, đỡ cho nô tỳ không có mắt nhìn, mua đồ không được tốt lại dọa sợ thất tiểu thư cùng tiểu thiếu gia thì sao?" Hoắc Nghiên sao không biết ý tứ của nàng, biết nha hoàn đây vì tốt cho mình, nhưng nàng thực sự không muốn ra cửa, cuối cùng vẫn không chịu nổi Vân Cẩm quấn quýt si mê, nghĩ mình cũng không thể làm nàng lo lắng, có một số việc nàng hẳn nên đi nên liền đáp ứng cùng nàng ấy ra ngoài một chút. Chỉ là nàng muốn ra cửa, vẫn quen mặc y phục kín đáo, trang điểm mình giống như một quá phụ lớn tuổi, cuối cùng mang tấm che mặt lên, cách ly tầm mắt mọi người, mới cảm giác tốt một chút. Liên tục đi mấy cửa hàng, ăn, chơi đều mua một ít, tiếp theo các nàng đi vào một nhà chuyên môn bán vật phẩm tây dương kỳ bảo các vân cẩm đỡ hoắc nghiên vào cửa cho thị vệ cùng bà tử đi theo đứng chờ ở cửa đồ bán trong tiệm đều là hàng hóa tây dương thấy toàn là đồ mới lạ thực mau hoắc nghiên liền nhìn chúng một cái hộp nhạc vân cẩm dò hỏi trưởng quầy cái này bán như thế nào trưởng quầy cười nói cô nương cái này không phải là vật để bán lão bản chúng ta chỉ định muốn trưng bày vân cẩm tức khắc có chút không cao hứng trưởng quầy ngươi đừng khinh ta, nếu thứ này không bán thì bày ra làm gì. Đây không phải gạt người sao, trưởng quầy, gặp gỡ tức là có duyên, không bằng ngươi mở một đường, bán thứ này cho người có duyên như chúng ta đi. Trưởng quầy bị nàng nói cười khổ liên tục, xin khoan dung nói, cô nương, thật sự không dám giấu dếm. Hộp nhạc này vừa đến trong tiệm ngày hôm qua, hôm nay lão bản phái người lại đây nói muốn giữ lại tặng người khác, nhất thời quên cất vào. Vân Cẩm vẫn muốn nói cái gì, bị hoắc nghiên ngăn lại, nếu người ta không bán, nàng cũng không muốn cưỡng cầu lập tức hai người lại đi xem đồ vật khác tuy rằng không có hộp nhạc nhưng có những đồ khác cũng không tồi khi hoắc nghiên cúi đầu chọn đồ đột nhiên cảm giác được cái gì nàng cảnh giác quay đầu nhìn lại phát hiện trong tiệm ngoại trừ trưởng quầy kia cùng một tiểu nhị không có người khác tuy rằng cảm thấy mình quá mức mẫn cảm nhưng hoắc nghiên vẫn không có cách yên lòng từ sau khi phát sinh chuyện kia thế giới của nàng từ một mảnh tươi đẹp biến thành u ám như hiện giờ cũng dưỡng tính tình nàng thành mẫn cảm đa nghi chịu không được ánh mắt người khác sợ sẽ nhìn ra khinh thường trong mắt những người đó như cắt lấy ra thịt nàng giống như ác mộng ngày hôm đó hoắc nghiên tâm thần không yên thân mình đều có chút phát run vân cẩm phát hiện nàng khác thường vội đỡ lấy nàng tùy tiện chọn hai món đồ chuẩn bị tính tiền rời đi ai ngờ trưởng quầy kia gói hộp nhạc vào chung vân cẩm kinh ngạc nói trưởng quầy không phải vừa rồi ngươi nói thứ này không bán sao là không bán chúng ta chỉ tặng người trưởng quầy cười nói hiện nay liền đưa cho vị tiểu thư này hắn nói nhanh chóng nhìn hoắc nghiên một cái nhưng cách một tấm khăn che mặt tất nhiên là cái gì cũng thấy không rõ lắm vân cẩm kinh ngạc nhìn hắn không biết hắn có ý tứ gì cảm giác được hoắc nghiên bất an cũng không muốn lại dây dưa vội vội vàng vàng đỡ hoắc nghiên lên xe rời đi trở lại trên xe nghỉ ngơi một lát sau khi ngăn cách mọi người chung quanh hoắc nghiên mới cảm giác mình tốt hơn một chút sắc mặt nàng trắng bệch nhịn không được dùng ngón tay từng chút từng chút cấu lấy tay mình đến lúc đổ máu mới bị vân cẩm đang tìm nước uống cho nàng phát hiện kịp thời ngăn cản hành động tự ngược của nàng tiểu thư không có việc gì chúng ta về nhà thôi vân cẩm nhẹ nhàng dỗ nàng cũng không hỏi nàng phát sinh chuyện gì cẩn thận ôm nàng vào trong ngực hoắc nghiên chậm gì gì gật đầu cuộn tròn mình trong ngực vân cẩm chậm rãi nhắm mắt lại bởi vì ngày ấy có chuyện ngoài ý muốn đồ mua cũng không được nhiều vân cẩm lại phải ra ngoài một chuyến lần này ra ngoài vân cẩm không lại tiếp tục cổ động hoắc nghiên ra cửa một chút nữa chỉ vì ngày đó sau khi trở về hoắc nghiên liền bị bệnh ở trên giường nằm mấy ngày mới khỏe. Bệnh này kỳ thật phần lớn là tâm bệnh, tâm thần và thể xác đều mệt mỏi, khiến cho thân thể dã rời nên mới trực tiếp bị bệnh. Vân Cẩm vốn cho rằng bệnh này của tiểu thư đã khá hơn nhiều, nào ngơ sẽ như vậy, nếu biết được, ngày ấy nàng tuyệt đối sẽ không gọi tiểu thư ra cửa. May mắn, bởi vì hoắc thù muốn tới Thanh Châu, vì việc này, hoắc nhiên ít nhiều cũng tỉnh táo lên, làm Vân Cẩm mới có thể thở phào nhẹ nhõm. Vân Cẩm lo lắng cho tiểu thư ở tại biệt viện Tết Gia, hơi không chú ý, Thiếu chút nữa liền đụng vào người khác, vẫn do đối phương tay mắt lanh lẹ đỡ lấy nàng, nhưng hàng hóa nàng ôm trong ngực lại rơi hết xuống đất. Ba tử cùng thị vệ đi cùng phía sau nhân chân chạy lên, nhìn chằm chằm người đụng vào Vân Cẩm, nhìn xong mới thấy, hình như là tùy tùng của gia đình giàu có. "Vân Cẩm cô nương, sao ngươi ở chỗ này?" tùy tùng kia kinh hỉ hỏi. Vân Cẩm ngẩng đầu nhìn lại, thực mau liền nhận ra người này, cũng thập phần cao hứng, cười nói: "Lâm Tam ca, sao ngươi ở chỗ này?" Lâm Tam giúp nàng nhặt đồ rơi trên mặt đất lên cười nói ta hôm nay đi cùng chủ tử ra ngoài làm việc còn vân cẩm cô nương sao ngươi lại ở chỗ này tới mua một ít đồ thôi vân cẩm trả lời xong nhịn không được hướng mắt nhìn nhìn chung quanh hỏi hướng công tử đâu chủ tử ở bên kia vân cẩm nhìn theo hướng lâm tam chỉ phát hiện nơi hắn chỉ đúng là nhà bán hàng hóa tây dương kỳ bảo các kia không khỏi có chút kinh ngạc chờ khi biết được từ chỗ lâm tam cửa hàng bán đồ tây dương là cửa hàng trên danh nghĩa chủ tử hướng thiệu quân của hắn không khỏi cảm thấy duyên phận thật đúng là kỳ diệu Vân Cẩm phản ứng lại thật nhanh, hộp nhạc ngày đó có phải do hướng công tử làm chủ tặng cho chúng ta không? Lâm Tam cười đáp, đúng vậy, ngày đó vừa lúc chủ tử nhà ta cũng ở kỳ bảo các, không ngờ gặp được các người tới đó mua đồ, liền làm chủ bảo trưởng quầy tặng cho các người. Thứ này tuy rằng ở nơi của chúng ta thực hiếm lạ, nhưng bên Tây Dương kia lại không phải vật hiếm lạ gì, cũng không quý, vừa vặn tặng tiểu thư các người chơi. Lời này dễ dàng làm Vân Cẩm đánh mất lời kế tiếp muốn nói, nếu cự tuyệt liền có vẻ quá mức không cho mặt mũi. Nhưng mà, hướng công tử kia sao lại mang thứ này tặng không cho tiểu thư nhà các nàng vậy trong lòng vân cẩm có chút bất an nhưng nàng lễ nghĩa thập phần đủ đề nghị tự mình đi cảm ơn chủ tử của lâm tam lâm tam chối từ vài câu liền dẫn nàng đến kỳ bảo các vân cẩm không phải lần đầu tiên tới kỳ bảo các nhưng vẫn là lần đầu tiên được mời vào xương phòng trên lầu kỳ bảo các vào cửa liền thấy một nam nhân thân hình cao lớn ngồi dựa vào ghế thái sư bên cửa sổ uống trà trên người nam nhân kia mặc một bộ áo suông màu tím nhạt khuôn mặt lạnh lẽo ngũ quan so với người giang nam còn thâm thúy hơn rất nhiều cho dù ngồi vẫn làm cho người ta rất áp lực vân cẩm không phải lần đầu tiên thấy hắn nhưng mỗi lần đều có chút run như cầy sấy may mắn nam nhân này cũng không phải là loại người bất cận nhân tình khi nhìn thấy nàng khuôn mặt trở nên có chút ôn hòa nói thì ra là vân cẩm cô nương không biết tìm ta có chuyện gì vân cẩm đầu tiên là nhìn hắn hành lễ rồi mới nói nô tỳ hôm nay là riêng tới đây cảm tạ hướng công tử đã tặng tiểu thư nhà ta hộp nhạc ngày đó không biết cửa hàng này là của hướng công tử cho nên chưa kịp cảm ơn hướng thiệu quân giơ tay nhàn nhạt, nhạt nói không đáng nhắc đến nhưng ngày ấy dường như thân thể Hoắc tiểu thư không khỏe là sinh bệnh sao vân cẩm gục đầu xuống trong lòng biết nguyên nhân tiểu thư nhà mình bệnh là gì nhưng cũng không tiện nói nhiều chỉ nói tiểu thư xưa nay thân thể yếu đuối cho nên mới đến giang nam dưỡng bệnh cũng không biết khi nào mới có thể dưỡng tốt lên được hướng thiệu quân không thể nói tiếp lời này chỉ nói tại hạ thấy Hoắc tiểu thư là người có phúc chắc chắn bị cực thái lai. Mượn hướng công tử cát ngôn, lại nói vài câu, vân cẩm liền cáo tử. Hướng thiệu quân gọi trưởng quầy tới, bảo hắn tìm mấy thứ hiếm lạ bên Tây Dương đóng gói lại cho vân cẩm mang về, nói. Vừa rồi nghe ý vân cẩm cô nương, tỉ muội trong nhà hoác cô nương muốn tới Thanh Châu du ngoạn, nên muốn tìm chút đồ hiếm lạ cho chất nhi chơi. Những thứ này thật ra không tồi, vân cẩm cô nương chớ có chối tử, ta với hoác cô nương cũng xem như là có duyên, coi như bằng hữu đi. Vân cẩm nghe được lời này, trong lòng nhịn không được thầm nói khuê trung nữ tử cùng ngoại nam nào có tình hữu nghị gì đáng nói nhưng mà hướng thiệu quân này là ân nhân cứu mạng của tiểu thư nhà nàng thật ra không thể quá mức khách khí tính lấy trước đợi sau khi trở về lại cho người đưa bạc tới đây cũng được nói chung cũng không thể tham đồ của người khác được sau khi vân cẩm trở về đã mang việc hôm nay gặp được hướng thiệu quân nói cùng hoác nghiên hoác nghiên ngồi bên cửa sổ đón gió nghe xong vân cẩm nói kinh ngạc nói chẳng lẽ ngày ấy ở kỳ bảo các vị hướng công tử kia cũng ở đó đúng vậy Nghe ý của hướng công tử, ngay đó chính vì nhìn thấy tiểu thư người cũng ở đó nên mới có thể bảo trưởng quầy kia tặng hộp nhạc cho tiểu thư. Hoắc Nhiên thả lỏng thân thể, nhịn không được dựa vào gối dựa màu vàng nghệ thêu hoa văn quả nho chìm xung quanh viền gối, duỗi tay vỗ vỗ chán, lẩm bẩm, thì ra là như vậy, ta lại tự mình dọa mình. Nếu là hướng công tử, nàng thật ra cũng không có sợ hãi như vậy, rốt cuộc ngày đó hướng Thiệu Quân đã cứu nàng một mạng, làm hại tay hắn bị thương máu tươi đầm đìa, hiện giờ vẫn còn chưa cử động nhanh nhẹn được sau đó hắn cũng nhận thấy được nàng không thể tiếp xúc với nam nhân quá gần vì vậy giữ lễ mà bảo trì khoảng cách chưa bao giờ làm ra cử chỉ càn rỡ nào nam nhân biết lễ hiểu lễ lại có ân cứu mạng với nàng nàng rất cảm kích hoắc nghiên buông cọc tâm sự thân thể rất mau đã khôi phục lại chờ đến khi hoắc thù bọn họ sắp đến thanh châu thành hoắc nghiên đã nghỉnh cổ hy vọng mỗi ngày đều ngóng trông hoắc thù nhanh đến đây trước một ngày đoàn người nhiếp ngật đến thanh châu thành tiết thái thái khó có khi tới biệt viện thăm chất nữ không ngờ toàn bộ biệt viện sinh cơ bừng bừng bọn hạ nhân tay chân cần mẫn dọn chậu hoa bố trí sân làm nàng ngạc nhiên một hồi đây là làm sao vậy nghiên nhi hôm nay rảnh rỗi muốn dưỡng hoa sao tiết thái thái vào cửa liền cười nói hoắc nghiên nhìn thấy gì lại đây vội đứng dậy hành lễ nghênh đón cười nói gì sao lại đây tiết thái thái kéo tay nàng nói nghe nói con sinh bệnh ta lại đây thăm con đứa nhỏ này cũng thật là sinh bệnh cũng không cho người qua thông báo với ta một tiếng Nương con đã giao con cho ta, muốn ta chăm sóc tốt cho con. Để một mình con ở tại biệt viện này lòng ta đã khó chịu lắm rồi, bây giờ con sinh bệnh cũng không cho người nói cùng ta một tiếng, con xem, lại gầy. Hoắc nghiên cười nghe nàng lại nhải, cho đến lúc nàng nói không sai biệt lắm, mới nói, gì, con chỉ là chút bệnh vặt thôi không có gì trở ngại, người nhìn hiện tại không phải rất tốt sao. Dì con chăm sóc cho cả gia đình đã đủ mệt mỏi, con sao không biết xấu hổ lấy chút bệnh vặt này làm phiền gì được chứ. Tuy nói tiết thái thái là dì ruột, Tiết Thái Thái trước khi chưa xuất giá có tình cảm tỉ muội tốt nhất với Tĩnh An hầu phu nhân, nhưng trong lòng Hoắc Nghiên lại không muốn làm phiền gì mình quá nhiều, cũng không muốn ở tại Tiết gia, cho nên mới đến biệt viện Tiết gia này, thanh tịnh một mình ở đây. Tiết Thái Thái biết tính tình đứa nhỏ này, không khỏi than thở một tiếng, ngược lại cũng không nhắc thêm về việc này, săn sóc mà nói sang chuyện khác. "Thất tỷ con muốn tới Thanh Châu thăm con." Hoắc Nghiên nhẹ nhàng nói, trên mặt chậm rãi lộ ra vẻ vui mừng. Tiết Thái Thái nghe được lời này cũng thật giật mình, nàng tất nhiên là biết tĩnh an hầu phủ thất cô nương rốt cuộc hoác ra thất cô nương này tuy chỉ là cô nương ngũ phòng không phải quý trọng nhất nhưng lại gả cho vệ quốc công phủ hiện tại là vệ quốc công phủ thế tử phu nhân nghe nói còn có quan hệ rất tốt cùng hoàng hậu nương nương trong cung chính là một nhân vật rất khó thấy tiết thái thái tuy rằng ở giang nam lâu năm nhưng cũng thường nghe người ta nói tin tức ở kinh thành thì ra là như thế thất cô nương này thật tốt với con không tốt thì sao được vậy chứ ngàn dặm xa xôi từ kinh thành lại đây dù là đến giang nam du ngoạn nhưng vẫn riêng lại đây thăm muội muội đang dưỡng bệnh ở giang nam cũng coi như là có tâm hoắc nghiên cười nói thất tỷ xác thật là người tốt biết được vệ quốc công thế tử cùng thế tử phu nhân đều đi vào thanh châu tiết ra tự nhiên không thể không tỏ vẻ gì hơn nữa còn có một tầng quan hệ thân thích này qua lại cũng có danh nghĩa ngày hôm sau bọn người hoắc thù đi vào thanh châu thành người tiết ra liền trực tiếp đưa thiệp bái phỏng bởi vì muốn ở Thanh Châu một đoạn thời gian, nên từ nửa tháng trước Nguyên Võ đã sớm cho người mua ở Thanh Châu thành một tòa nhà thích hợp. Tòa nhà không lớn, cũng đủ cho một nhà ba người cùng người hầu đi theo, vẫn chưa quá mức gây chú ý. Tiết gia này là vọng tộc Thanh Châu thành, Tiết Thái Thái là tỷ muội ruột của đại bá mẫu, cũng là dì bát muội. Bát muội hiện giờ đang ở tại biệt viện Tiết gia, Tiết gia này cũng chăm sóc nàng rất nhiều, cũng coi như không tồi. Hoắc Thù nói, cho người kêu quản sự Tiết gia đang chờ bên ngoài tiến vào. Quản sự Tiết gia sau khi tiến vào, Liên thỉnh an nhiếp ngật hoắc thù mang lời thăm hỏi của tiết thái thái lại đây hoắc thù nghe xong quản sự tiết gia nói liền hiểu tiết gia xác thật biết cách làm người lần này bái phỏng chỉ lấy danh nghĩa tiết thái thái lại đây thăm hỏi cũng không phải lấy danh nghĩa tiết gia cho thấy đây là vì quan hệ thân thích cách làm này của tiết gia làm người khác thư thái hơn nhiều so với những người khác cứ ảo ảo muốn đi lôi kéo quan hệ vì thế hoắc thù thực khách khí hàn huyên cùng quản sự kia một phen nhận lấy lễ vật đưa tới lại hồi lễ rồi mới cho người đưa quản sự kia ra cửa nghỉ ngơi chỉnh đốn một ngày ngày thứ hai hoắc thù liền dẫn nhi tử béo nhà nàng đi biệt viện tiết ra thăm hoắc nghiên hoắc nghiên sáng sớm đã chờ ở cửa cho đến khi hoắc thù dắt a cửu xuống xe ngựa hoắc nghiên nhìn thấy tỷ tỷ mấy năm không gặp hốc mắt bỗng dưng đỏ lên thiếu chút nữa rơi lệ ai nha bát muội đã lâu không gặp sao muội còn khóc nữa gặp ta không thấy vui à hoắc thù cười tủm tỉm nói hoắc nghiên xuyên qua tầm mắt mơ hồ phát hiện hoắc thù vẫn như trong trí nhớ vẫn rộng rãi lại hoạt bát như cũ cười rộ lên vui vui mừng mừng làm người nhịn không được cũng vui mừng theo nàng nín khóc cười lên tiến đến ôm hoắc thủ hai tỷ muội đã lâu không gặp ôm trầm lấy nhau cảm xúc khó được lộ ra ngoài chờ sau khi hoắc nghiên điều chỉnh lại cảm xúc cúi đầu nhìn về phía hài tử ngoan ngoãn được hoắc thủ nắm tay thấy bộ dáng bé ngọc tuyết đáng yêu khuôn mặt nhỏ này rất giống nhiếp ngật nhịn không được cười nói a à cửu càng lớn càng giống thất tỷ phu lời này hoắc thủ thích nghe đúng vậy bộ dáng giống cha hắn mới tốt về sau lại là một mỹ nam tử Hoắc Nhiên nghe loại lời nói trắng ra như thế, nhịn không được phốc một tiếng cười ra, nói: "Thất tỷ cũng là một mỹ nhân, nếu A Cửu giống tỷ, cũng không kém." Hoắc Thù xua xua tay, "Thôi, về sau sinh một nữ nhi giống ta là được, nhi tử vẫn nên giống cha hắn đi." Hai chị em nói một lát, Hoắc Nghiên dắt tay Hoắc Thù đến phòng khách ngồi uống trà. Bởi vì ở nơi lạ, A Cửu ngoan ngoãn ngồi bên người mẫu thân, vừa gặm trái cây, vừa nhìn chằm chằm Hoắc Nghiên, gì này bé không có ấn tượng, không khỏi có vài phần tò mò. Hoắc Nghiên bị bé nhìn đến tâm đều mềm, duỗi tay nhẹ nhàng sờ sờ đầu bé. Hai chị em khó có khi gặp mặt, tự thuật tình hình gần đây, nói hơn nửa canh giờ, A Cửu rốt cuộc ngồi không yên, Hoắc Thù liền để Nha Hoàn đưa bé ra bên ngoài chơi, đồng thời dặn dò nhi tử, A Cửu không được chạy loạn nga, bằng không nương tìm không thấy con, nương sẽ đánh mông con nó. A Cửu theo bản năng che mông nhỏ lại, chờ lúc phát hiện nơi này còn có người ngoài, tức khắc mặt đỏ lên, bĩu môi nói, không đánh mông, A Cửu trưởng thành, không thể đánh hoắc thù cười tủm tỉm nói được không đánh a cửu ngoan ngoãn thì không đánh vì thế a cửu thực ngoan đi theo nha hoàn đến bên ngoài viện xem hoa không có cố ý chạy loạn hoắc nghiên nhìn a cửu hoạt bát đáng yêu trong lòng vô ý dâng lên một loại cảm xúc có chút cô đơn lại có chút hâm mộ nếu nàng cũng có thể có một hài tử ngoan ngoãn giống a cửu nửa đời sau cũng sẽ không cô đơn như vậy nữa thất tỷ lần này ở lại thanh châu bao lâu hoắc nghiên vừa uống trà vừa hỏi cũng chưa biết chắc không ít hơn một tháng nói Nàng nhìn nàng ấy cười nói: "Muội yên tâm, tỷ phu muội còn có chuyện muốn làm, đến lúc đó ta cùng A Cửu sẽ ở Thanh Châu chờ hắn. Thời gian nhất định không ít, chắc chắn lúc nào cũng sẽ lại đây thăm muội, nếu không muội cũng có thể qua gặp ta. Ai, khó có khi được tới Thanh Châu thành, ta cũng muốn ở lại Thanh Châu chơi nhiều chút. Bắt muội ở chỗ này mấy năm, hẳn là rất quen thuộc nơi này đúng không? Hôm nào dẫn ta đi xung quanh chơi đi." Vẻ mặt Hoắc Nghiên ngập ngừng, ấp úng nói: "Ta không thường ra cửa." Trên thực tế, nàng hận không thể trốn mãi trong nhà. Gì kỳ vậy, phong cảnh giang nam đẹp như vậy mà, sao có thể mỗi ngày đều giúp ở trong phòng không ra khỏi cửa được chứ? Nghe nói xung quanh Thanh Châu thành này có hồ điệp cốc, nước như sông Trang, Già La tự cũng là nơi có thể du ngoạn. Không bằng ngày mai bát muội liền dẫn chúng ta đến hồ điệp cốc đi, vừa lúc hiện tại mới tháng tư, nghe nói phong cảnh hồ điệp cốc rất đẹp. Hoắc Nghiên có chút ngốc, cuối cùng không chịu nổi vẻ mặt mong chờ của Hoắc Thù, mơ màng hồ đồ đáp ứng mất. Buổi tối, sau khi Hoắc Thù trở về, liền nói cùng Nhiếp Ngật chuyện nàng muốn đi hồ Điệp Cốc chơi cùng Hoắc Nghiên, hỏi hắn có việc gì hay không, nếu không có việc gì cũng cùng đi chơi thôi. Nhiếp Ngật thấy nàng hy vọng mình cùng đi, liền cười nói, hiện tại không có việc gì, cũng có thể đi được. Hoắc Thù vô cùng cao hứng ôm cổ hắn, hôn khóe miệng hắn một cái, nói, "Vật thật sự là quá tốt." Đến lúc đó A Cửu liền giao cho chàng. Nhiếp Ngật. Quả nhiên, ngày hôm sau, Hoắc Thù liền ném nhi tử béo cho cha bé nàng kéo tay hoắc nghiên tung tăng ở hồ điệp cốc bởi vì hôm nay có hoắc thù ở đây hoắc nghiên rốt cuộc không lại mang khăn che mặt nhưng vẫn ăn mặc cực kỳ mộc mạc xứng với khuôn mặt thon gầy kia khi chất ảm trầm không có hoạt bát nào của cô nương ra nhan sắc vốn đủ 10 phần hiện tại cũng chỉ còn lại 5 phần nàng chào hỏi cùng nhiếp ngật xong liền cúi đầu dựa vào hoắc thù mà tránh đi nhiếp ngật nhìn nàng gật đầu liền nắm tay nhỏ của nhi tử xa xa đi theo các nàng không có quấy giày hai chị em vui chơi cái này làm cho Hoắc Nghiên có chút yên tâm, không có khẩn trương như trước. Hoắc Thù làm như không phát hiện nàng khác thường, kéo nàng du ngoạn trong hồ Điệp Cốc. Hôm nay thời tiết tốt, rất nhiều người Thanh Châu thành cũng ra ngoài du ngoạn, người tới hồ Điệp Cốc cũng không ít. Đi được một lát, Hoắc Thù đột nhiên hỏi, "Bắt muội, muội biết người kia không?" Hoắc Nghiên quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy nam nhân đứng trước cự thạch cao ba trượng, thân hình hắn cao lớn, khuôn mặt lạnh lẽo, có một loại khí thế khiếp người, làm cho người khác không dám dễ dàng đối diện cùng hắn hoắc nghiên a à một tiếng nhỏ giọng nói hắn là thanh châu thành hướng gia đại công tử hướng gia thanh châu thành hoắc thù biết cũng là gia đình dòng dõi như tiết gia nhưng mà hướng gia này nhiều thị phi 10 năm trước vô cùng hỗn loạn cho đến sau khi hướng gia lão thái gia qua đời hướng thiệu quân kế thừa hướng gia đao to búa lớn sửa trị hướng gia một phen mới có được hướng gia ngày hôm nay hướng gia tuy nói là dòng dõi thư hương nhưng hiện giờ hướng gia lại là hoàng thương hướng thiệu quân này rất có đầu óc kinh doanh hướng gia ở vùng giang nam không thể xem thường hướng thiệu quân thực nhanh liền tới đây tự nhiên hào phóng chào hỏi cùng bọn họ hướng công tử ngươi hôm nay cũng tới nơi này du ngoạn hoắc nhiên khó được chủ động dò hỏi một tiếng hướng thiệu quân gật đầu cùng tỉ muội trong nhà lại đây nói chỉ vào hai cô nương đang bắt bướm cách đó không xa hướng thiệu quân nói cùng bọn họ mấy câu liền cáo từ rời đi vẫn chưa bởi vì biết thân phận nhiếp ngật mà tỏ thái độ nịnh nọt hoắc thù nhìn chằm chằm đoàn người hướng ra kia không biết có phải nàng đa tâm hay không, nhưng lại cảm thấy hành động của Hướng Thiệu Quân có chút kỳ quái, chờ khi biết được từ chỗ Hoắc Nghiên rằng Hướng Thiệu Quân đã từng đã cứu nàng, ngày thường còn rất chiếu cố nàng, càng thấy kỳ quái. Hắn đã cứu muội, chuyện bao lâu rồi? Hoắc Thù tò mò hỏi. Vẻ mặt Hoắc Nghiên thản nhiên, nói, là chuyện năm kia, lúc ta vừa tới Giang Nam, dì Lo ta mỗi ngày buồn bã ở trong phòng không tốt cho thân thể, liền dẫn ta đi chùa Dâng Hương, không ngờ nửa đường gặp phải bọn cướp lúc ấy may mắn có hướng công tử đi ngang qua ra tay cứu giúp, nếu không. Nhưng lúc ấy hướng công tử mang người theo không nhiều lắm, nên hắn đã bị thương ở tay, toàn bộ cánh tay đều là máu, hiện giờ tay còn có chút không linh hoạt. Nhớ lại tình hình lúc đó, nàng không khỏi run lập cập, hướng Thiệu Quân vì cứu nàng thiếu chút nữa đã phế đi một cánh tay, làm nàng cho tới bây giờ vẫn áy náy với hắn. Hoắc Thù như suy tư gì đó, đột nhiên hiểu được chỗ nào kỳ quái. Vừa rồi lúc bát muội gặp được hướng Thiệu Quân, cũng không có sợ hãi quá mức thậm chí dám nhìn thẳng mắt hắn, không giống với lúc đối mặt nam nhân khác, đều nhịn không được muốn trốn đi. Hoắc Thù cứ cảm thấy quái quái. Chờ sau khi buổi tối trở về, Hoắc Thù liền nói cùng Nhiếp Ngật việc này. Hướng ra đại công tử thật đúng là người hảo tâm, rất là chú ý bát muội, chàng nói xem có phải hắn có chút tâm tư gì với bát muội muội hay không đây, Hoắc Thù tò mò hỏi hắn. Nhiếp Ngật không quan tâm loại chuyện này, nhưng thấy nàng rối rắm, liền nói, ta cho người đi dò xét. Vậy không thể tốt hơn, Hoắc Thù vui vẻ nói. Nếu có thể giải quyết được trung thân đại sự của Hoắc Nghiên, tin tưởng đại bá mẫu cũng sẽ cao hứng. Tốc độ tra xét của thủ hạ Nhiếp Ngật phi thường mau, chỉ mất mấy ngày đã có kết quả rồi. Nhìn kết quả thủ hạ tra xét, thân sắc Nhiếp Ngật không khỏi có vài phần cổ quái. Ai, trước kia Hướng Thiệu Quân từng chịu ân một chén cơm của bát muội, đôi mắt Hoắc Thù trừng lớn, thật đúng là duyên phận, cũng có thể lý giải được một ít hành động kỳ quái của Hướng Thiệu Quân. Lại nói tiếp, đây cũng là chuyện 10 năm trước, bởi vì Hướng lão thái gia xử sự, sự bất công, đón ngoại thất cùng con sinh ở bên ngoài về hướng ra, lại không ngờ rằng đã đón về nhà hai mầm tai họa. Bởi vì hướng lão thái gia cương chiều hài tử do ngoại thất này sinh ra, cho nên từ đó hướng ra không có ngày bình an, hướng thiệu quân cũng bị bọn họ hại thiếu chút nữa chết ở bên ngoài. Lúc ấy hướng thiệu quân bị đứa con ngoại sinh kia hại trọng thương, ngã vào ven đường, vừa lúc hoác nghiên cùng mẫu thân rầm rộ đi về nhà ngoại. Nhìn thấy hướng thiệu quân giống như một tên ăn mày đang bị người xua đuổi, nhất thời động lòng chắc ẩn, bảo người mang cho hắn một chén cơm no bụng cùng mấy lượng bạc, sau đó rời đi. Lúc ấy Hoắc Nghiên không để việc này ở trong lòng, nói vậy cho tới bây giờ, Hoắc Nghiên cũng không nhớ nổi chuyện này, nhưng đối với Hướng Thiệu Quân lúc ấy đã rơi vào đường cùng mà nói, đây là ân cứu mạng, dựa vào mấy lượng bạc đó miễn cưỡng chống đỡ, rốt cuộc dưỡng tốt thương tích, một lần nữa về lại Hướng gia, xử lý ngoại thất cùng đứa con ngoại sinh kia, hắn tiếp nhận Hướng gia từ chỗ Hướng lão thái gia, sau khi kinh doanh vài năm, từ đây trở thành người đứng đầu của Hướng gia. Bởi vì việc này hướng thiệu quân vẫn luôn ghi tạc chén cơm cứu mạng năm đó của hoắc nghiên ở trong lòng cho dù hiện tại hoắc nghiên đã biến thành bộ dáng này trong lòng hắn vẫn cảm ơn như cũ đồng thời cũng thương tiếc cho việc nàng gặp phải hướng thiệu quân biết chuyện bát muội hoắc thù càng kinh ngạc biết nhiếp ngật gật đầu trong lòng hướng thiệu quân cảm kích nàng sau khi tiếp quản hướng ra hắn vẫn luôn cho người chú ý việc trong kinh sau đó hắn nghe nói khi bát muội sắp được làm mai lại bị đưa đến thôn trang dưỡng bệnh công bố ra ngoài là quái bệnh Liên thấy kỳ quái nên cho người vào kinh tra xét, ít nhiều cũng tra ra một ít nội tình. Sắc mặt Hoắc Thù Tức khác trở nên nghiêm túc, Hướng Thiệu Quân này rốt cuộc muốn làm gì? Trên người tiểu thư quý tộc Thiên Chân Kiều Mỹ phát sinh loại chuyện này là một sỉ nhục, không thể nói ra bên ngoài, Hướng Thiệu Quân lại hỏi thăm rõ ràng như vậy. Nếu là kẻ xấu lan truyền chuyện này ra ngoài, không chỉ có thể dễ dàng hủy diệt một cô nương, thậm chí cũng làm gia tộc kia hổ thẹn. Hắn muốn cưới bát muội muội nhiếp ngật nói thẳng tâm tư hướng thiệu quân nhưng chuyện bát muội gặp phải làm nàng không muốn gả chồng hướng thiệu quân là người thông minh tự nhiên sẽ không mạo muội tới cửa cầu thân để tránh dọa đến bát muội hắn dựa vào những ngày bát muội dưỡng bệnh ở thanh châu thành chậm rãi tiếp cận nàng hiện tại không phải bát muội đã không còn sợ sao hoắc Nghiên vẫn có một loại cảm giác sợ hãi tự nhiên đối với nam nhân nhưng bởi vì lúc ấy hướng thiệu quân vì cứu nàng mà bị thương bộ dáng đổ máu kia đã kích thích nàng thật sâu hơn nữa đối phương còn xém bị phế đi một cánh tay làm nàng có một loại ái ái đối với hướng thiệu quân biết đối phương sẽ không thương tổn mình nên mới đối xử với hướng thiệu quân khác với nam nhân khác hoắc thù bừng tỉnh đại ngộ rốt cuộc hiểu chỗ kỳ quái ngay lúc đó thì ra hướng thiệu quân thật lòng thích bát muội vậy hắn không ngại chuyện bát muội gặp phải hoắc thù lại hỏi tuy trong chuyện này hoắc nghiên vô tội lại là người bị hại nhưng thế gian đối với nữ tử hà khắc như thế phát sinh loại chuyện này bị ghét bỏ vẫn là nữ tử nếu hắn để ý mấy năm nay cũng sẽ không cưới vợ như vậy thật ra nhiếp ngật hiểu được ý tứ hướng thiệu quân nếu thật lòng yêu thích thương tiếc nàng kia mặc kệ nàng đã chịu thương tổn gì chỉ biết đau lòng cho nàng mà không phải ghét bỏ hắn cảm thấy hướng thiệu quân này là người có tài có năng lực lại hiểu được biết ơn nếu tương lai hắn thật sự cưới hoác nghiên thật ra có thể dùng một chút hoác thù luôn tin phục phán đoán của hắn nghe được lời này xong đôi mắt xoay chuyển đột nhiên che miệng cười rỗ lên trước khi tới giang nam đại bá mẫu còn rất lo lắng cho bát muội đặc biệt dặn dò ta khai thông bát muội nhiều chút nếu có thể làm nàng hồi tâm chuyển ý thì càng tốt hiện tại xem ra cũng không cần lo lắng tiếp rồi tuy hướng thiệu quân hiện tại vẫn chưa tỏ vẻ gì nhưng về sau thì khó nói lắm quả nhiên những ngày kế tiếp mặc kệ hoắc thủ cùng hoắc nghiên đi chỗ nào du ngoạn ba lần sẽ có một lần xảo ngộ cùng hướng thiệu quân mỗi một lần hoắc nghiên đều sẽ dừng lại nói cùng hắn mấy câu biểu hiện của hướng thiệu quân cũng thật sự khéo léo cũng không vì gặp mặt mà tiếp cận thực mau liền rời đi chưa bao giờ làm ra cử chỉ nào khiến người hiểu lầm. Chính là hành động giữ khoảng cách đúng mực này đã làm Hoắc Nghiên dần dần không còn tâm phòng bị với hắn, cảm kích hắn như ân nhân cứu mạng. Ở Thanh Châu một tháng, Hoắc Thù liền rời đi cùng Nhiếp Ngật, du ngoạn ở Thường Châu thành. Cho đến giữa 8 tháng, sau khi Nhiếp Ngật đưa hai mẹ con về đến Thanh Châu, liền lặng yên đổi đường đi Kinh Châu. Cách mấy tháng lại trở về Thanh Châu, Hoắc Thù gặp lại Hoắc Nghiên, phát hiện nàng có chút biến hóa, trên mặt nàng đã có huyết sắc, giữa mày không hề còn tối tăm, đã có thêm vài phần trong sáng, phảng phất như Hoắc Nghiên thở 15 tuổi đã quay trở lại rồi. Đương nhiên, biến hóa này cũng không lớn, nhưng lại rất khó có được. Hoắc Nghiên nhìn thấy Hoắc Thù, thập phần cao hứng, không đợi nàng nói cái gì, liền kéo nàng vào phòng, cùng nàng tâm sự. "Thất tỷ, cái kia, hướng công tử hắn, ta thật sự không biết hắn vậy mà có tâm tư này với ta, tỷ nói xem ta nên làm sao bây giờ." Hoắc Nghiên có chút thương tâm nói, "Hắn là người rất tốt, ta thường nghe gì nói về hắn, nói bởi vì có hắn" hướng gia mới có thể phát triển tốt đến như vậy. Có rất nhiều cô nương Thanh Châu Thành đều muốn gả cho hắn, cho dù hắn muốn cưới quý nữ Kinh Thành cũng đều được. Ngược lại là ta, xảy ra chuyện như vậy, hiện tại tuổi cũng lớn. Nói bậy gì đó, những chuyện đó không quan hệ với muội tuổi tác muội cũng không lớn, hú chi hướng công tử kia tuổi tác còn lớn hơn muội nữa, nếu hắn thật muốn cưới muội vẫn là hắn nhặt được tiện nghi. Hoắc thù đúng lý hợp tình phản bác, đừng quên, muội là thiên kim đại phòng tĩnh An Hầu Phủ. Cha muội là tĩnh An Hầu, nương muội là tĩnh an hầu phu nhân tỷ tỷ muội là thế tử phu nhân tỷ phu muội là thế tử hoắc nghiên chừng lớn đôi mắt nhìn nàng cuối cùng nhịn không được phốc một cái cười ra thành tiếng mặc kệ khi nào vị thất tỷ này vẫn luôn tự tin đến nỗi làm người khác cũng tự tin theo tin tưởng thế gian này vẫn còn có rất nhiều chuyện tốt đẹp hoắc thù vốn còn muốn nhìn một chút xem cuối cùng hướng thiệu quân cùng hoắc nghiên có thể phát triển đến đâu đáng tiếc mới qua hai ngày nàng đã không có còn cách nào ra cửa A Cửu vẻ mặt kinh ngạc đến trước mặt Hoắc Thù, vuốt bụng nàng nói: "Nương có phải là tiểu muội muội không?" Hoắc Thù cũng đang ngây ngốc, nghe được nhi tử nó nên hỏi hắn, vạn nhất là đệ đệ thì sao? Nếu là đệ đệ, A Cửu dẫn hắn đi chơi quá quắc, quắc. A Cửu không chút do dự nói. Hoắc Thù ôm bé, thân thân khuôn mặt nhỏ đáng yêu, nói: "Vậy tốt rồi, chờ đệ đệ ra ngoài, A Cửu sẽ chơi cùng đệ đệ." Nói, lại sờ sờ bụng, thầm nói: "Đương nhiên, không chừng sẽ là một muội muội. Cách mấy năm mới lại phát hiện mình có mang hoắc thù ngốc một chút thực nhanh đã hoan thiên hỉ địa tiếp thu chuyện mình mang thai phu nhân cần nói cho thế tử biết không nguyên võ bị bỏ tại thanh châu cũng vui mừng dò hỏi hoắc thù lắc đầu chàng hiện tại hẳn là còn đang trên đường đừng làm chàng phân tâm vẫn nên chờ sau khi chàng trở về rồi nói đến lúc đó coi như cho chàng một kinh hỉ đi nguyên võ ngẫm lại cũng đúng liền không có viết thư thông báo thẳng đến tháng 10, khi nhiếp ngật vội vàng chạy về thanh châu chuẩn bị đón thê nhi trở lại kinh thành không ngờ sẽ nhận được một kinh hỉ lớn như vậy nháy mắt cũng có chút ngốc. Bởi vì hoắc thù mang thai, bọn họ lại ở Thanh Châu thêm mấy ngày, cho đến sau khi thai ổn, thừa dịp mặt sông còn chưa kết băng, mới ngồi thuyền trở lại kinh thành. Ngày rời đi ấy, hoắc nghiên cùng hướng thiệu quân đều tới tiễn đưa. Hiện tại hướng thiệu quân đã thông qua ý kiến của tĩnh An Hầu Phủ tại kinh thành, sắp sửa cùng hoắc nghiên định thân. Vì việc này, tĩnh An Hầu Phu Nhân cũng tính trước lúc qua năm xuống Giang Nam một chuyến, đến lúc đó trực tiếp ăn Tết ở Giang Nam, trực tiếp ném việc nội trợ tĩnh An Hầu Phủ cho con dâu cả triệu thị. Trong lòng Tĩnh An Hầu phu nhân, trung thân đại sự của tiểu nữ nhi đã trở thành tâm bệnh của nàng, biết được hướng Thiệu Quân, sau đó lại từ chỗ Hoắc Thù biết một chút chuyện về hướng Thiệu Quân. Trong lòng Tĩnh An Hầu phu nhân đã có 5 phần đồng ý, còn lại chỉ muốn qua đây tận mắt nhìn thấy hướng Thiệu Quân, xem hắn có đáng giá phó thác hay không. Hoắc Thù tuy rằng cũng muốn chờ đại bá mẫu lại đây, đáng tiếc ngày Tết sắp đến, bọn họ không thể thật sự ăn Tết ở Giang Nam, chỉ phải đi về trước. Hoắc Thù kéo tay Hoắc Nghiên, nói, "Bắt muội đến lúc đó khả năng không thể tới uống rượu mừng của muội ta ở chỗ này trước chúc mừng muội đã tìm được lương duyên dứt lời cho người đem hạ lễ đã chuẩn bị đưa qua hoắc nghiên tuy rằng có chút mất mát nhưng cũng hiểu cười nói không có việc gì chờ sang năm thời tiết chuyển ấm ta cùng hướng công tử vào kinh thăm mọi người hai chị em lưu luyến chia tay cuối cùng hoắc thù được nhiếp ngật đỡ lên thuyền rời đi qua năm sau hoắc thù mang bụng to nhận được thư hoắc nghiên gửi tới hôn sự của nàng cùng hướng thiệu quân đã định ở tháng 3, chờ sau khi thành thân sẽ cùng tĩnh an hầu phu nhân vào kinh chờ khi hoắc nghiên bọn họ vào kinh hoắc thù vừa lúc gần sinh lần sinh này vẫn thập phần thuận lợi như trước thời gian dùng vẫn là một canh giờ đã sinh hài tử ra rồi khi a cửu nghe nói nương hắn sắp sinh liền nhanh chóng từ trong cung chạy về còn tiện thể mang theo một tiểu thái tử lúc hai đứa nhỏ tay nắm tay chạy đến lăng vân viện liền nghe nói đã sinh sinh rồi quá nhanh tiểu thái tử kinh hô một tiếng sau đó lại cao hứng lên đi đi xem là đệ đệ hay là muội muội tiểu an tử đi theo nhỏ giọng nhắc nhở nói điện hạ ngài hẳn nên xưng hô là cháu họ hoặc là cháu gái họ không thể nói là đệ đệ muội muội tiểu thái tử hiện tại đã hiểu chuyện không thể lại giả ngu giống như trước kia bất quá trên mặt hắn không có tỏ vẻ gì trong lòng lại nói hai từ nhà thế cần biểu ca tuy nói là vãn bối kỳ thật không khác gì đệ đệ muội muội của hắn hắn phải làm ca ca người trong cung chỉ có một đám hoàng huynh lại còn không thể thân cận như vậy trong cung hắn lại là hài tử nhỏ nhất ngược lại hài tử ở vệ quốc công phủ lại nhỏ hơn hắn có thể làm hắn thỏa mãn nguyện vọng được làm ca ca hai đứa nhỏ vào cửa liền nhìn thấy nhiếp ngật cũng ở đó vội qua hành lễ biểu ca là đệ đệ hay là muội muội tiểu thái tử vẻ mặt hứng thú bừng bừng hỏi nhiếp ngật a cửu cũng nghiêng đầu nhìn hài tử ma ma đỡ đẻ ôm ra tới là đệ đệ nhiếp ngật tiếp nhận hài tử được bọc trong tã lót ngồi xổm xuống để hai đứa nhỏ nhìn tiểu thái tử cùng a cửu xem xét vẻ mặt hai đứa nhỏ đều là thất vọng đệ đệ thật xấu. Mama đỡ đẻ ở một bên khen tặng nói, hai tử mới sinh ra đều là như thế này, chờ hắn nảy nở liền đẹp, chắc chắn giống hai tiểu chủ tử đáng yêu trắng nõn như vậy. Nhiếp Ngật giao hài tử cho Mama đỡ đẻ ôm trở về, xoa bóp khuôn mặt hai đứa nhỏ, nói, các ngươi lúc mới sinh ra, còn xấu hơn hắn nữa đấy, rốt cuộc muốn giữ gìn cho tiểu nhi tử một chút, đỡ cho đại nhi tử lại ghét bỏ bé. Tiểu thái tử bụng mặt, cô không tin, cô khiến người ta thích như vậy, sao có thể xấu được. A à, Cửu cũng không xấu, a cửu giống cha nương nói a cửu đẹp nhất a cửu cũng kháng nghị nói làm người đã từng gặp qua hai đứa nhỏ lúc bọn họ vừa sinh ra nhiếp ngật có tư cách nói lời này nhất lúc các ngươi sinh ra ta đều gặp qua nếu không để ta vẽ bộ dáng lúc các ngươi mới sinh ra ngoài các ngươi muốn xem không tiểu thái tử cùng a cửu nhìn biểu ca bọn họ phi thường thức thời lắc đầu tuyệt đối không muốn xem đó là lịch sử đen tối bộ dáng bọn họ xấu như vậy tuyệt đối không thể để người khác biết được nhiếp ngật nhìn bộ dáng hai đứa nhỏ hơi hơi câu môi cười một cái, chắp tay sau lưng tiến phòng sinh đi thăm hoác thủ. Hai đứa nhỏ nhìn nhau một cái, cảm thấy biểu ca thật không dễ chọc, tốt nhất không nên chọc hắn. Vì thế lại tay nắm tay đi nhìn đệ đệ, quyết định cho dù bộ dáng bé có xấu, bọn họ cũng không chê bé. Chuyện đã kết thúc, cảm ơn các bạn đã ủng hộ gác, có chuyện hay muốn đề xuất hãy bình luận bên dưới cho mình nha.